Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3651, Trương Huyền làm tông chủ. Quá nguy hiểm. Hàn Kiếm Thu sốt ruột. Trương Huyền nói, ta lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, sớm muộn cũng sẽ trở thành kiếm các tông chủ, hướng đi càng xa, một mực ẩn nấp ở dưới các ngươi che chở, như thế nào mới có thể trưởng thành. Huống chi, người luyện kiếm, phải có khí thế một đi không trở lại, bởi vì sợ hãi, mà rụt rè, kiếm ý cũng duy trì không được. Cái này, Hàn Kiếm Thu yên lặng. Đối phương nói không sai. Kiếm ý, đại biểu tinh, khí, thần, ý chí của một người luyện kiếm, mũi kiếm đến nhất định chiến thẳng. Một khi làm bất cứ chuyện gì, bó tay bó chân, mất đi tinh thần, kiếm ý mạnh mẽ cũng sẽ ảm đạm xuống. Lăng Vân Kiếm Các, từng xuất hiện qua loại ví dụ này, 1000 năm trước, một vị tông chủ, kiếm ý thông huyền, thiên hạ hiếm có đối thủ, kết quả vì một chuyện nhỏ, giết lầm hảo hữu Chí Giao, cực kỳ tự trách mình, đối với tu luyện sinh ra nghi ngờ, cuối cùng dẫn đến kiếm ý trong cơ thể sụp đổ, tu vi giảm nhiều, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Vị trước mắt này, lĩnh ngộ là thần chi kiếm ý, khẳng định có khí thế một đi không trở lại, quyết tâm thiên hạ không ai cản nổi, không thể có bất kỳ sợ hãi cùng ràng buộc. Sát người bảo vệ, là vì an toàn của hắn, nhưng một khi bị hủy kiên trì, ngược lại được không bù mất. Cái kia, ta lấy tiên thú phi hành tốc độ nhanh nhất trong tông môn cho ngươi. Hàn Kiếm Thu nói, không cần, làm như vậy, đồng dạng làm cho người chú ý. Trần chờ một chút, Trương Huyền hỏi. Không biết lân cận nơi nào có tiên thú am hiểu phi hành ẩn hiện. Ta đi thuần phục một con. Cường giả thần điện, không biết ẩn giấu ở nơi nào, lúc này ngồi tiên thú phi hành nhanh nhất của tông môn đi ra, không phải là trở thành bia sống sao. Còn không bằng thay đổi hình dáng, lặng lẽ rời khỏi, tùy ý tìm địa phương thuần phục một con, đồng dạng tốc độ không chậm. Thuần phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn Kiếm Thu nhảy dựng. Tiên thú bình thường đều cực kỳ cương quyết, thuần thú, khả năng cần tiêu phí thời gian rất lâu, không dễ dàng như tưởng tượng. Lăng Vân Kiếm Các nuôi nhốt thú sủng, cơ bản đều là từ vạn thú môn mua sắm tới, bọn họ chỉ am hiểu kiếm pháp, đối với thuần thú, hầu như chưa hề tiếp xúc qua. Bất quá dù vậy, cũng biết độ khó. Rất nhiều đệ tử vạn thú môn am hiểu thuần thú, thuần phục một con cũng cần tiêu phí không biết bao lâu, huống chi vị trước mắt này. Tuy ngồi mài đao không làm mất kỹ thuật đốn củi, nhưng tiền đề là phải có đao đi mài a hát. Trước đi đào quặng sắt, nghĩ biện pháp luyện thành đao, cuối cùng mới đi đốn củi. Đoán chừng đã sớm chết đói. Ta biết, chỉ là đi thử xem. Trương Huyền mỉm cười, cũng không giải thích. Cái này, nếu ngươi quyết định, ta cũng không ngăn trở, đây là ngọc phù phòng thân ta luyện chế, lúc nguy hiểm, kích hoạt chân khí, có thể hình thành phòng ngự, chống lại một đòn của cường giả ngụy thần cảnh. Thấy đối phương ý chí kiên quyết, Hàn Kiếm Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một ngọc bài đưa tới. Đa tạ, biết là bảo vật bảo vệ tính mạng, Trương Huyền cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy. Vừa rồi ngươi hỏi thăm tiên thú phi hành, trên Lăng Vân Sơn cách nơi này 5000 cây số, ở vài con tiên quân cấp, cũng có chân tiên cảnh. Vạn thú môn từng mấy lần phái người đi thuần phục, đều không có thành công, tóm lại. Ngươi thật muốn đi qua nhìn một chút, nhất định phải cẩn thận. Hàn Kiếm Thu tiếp tục bàn giao. Trương Huyền gật đầu. Cẩn thận hỏi thăm phương hướng trục tinh cung, đối phương từng cái trả lời. Muốn biết, đã hỏi rõ, Trương Huyền lại không ở lâu, trở lại tiểu viện của Thiện Hiểu Thiên. Lúc này Bạch Nguyễn Khanh đã nhận được tin báo, từ Ô Hải Thành trở lại. Hiểu Thiên, ta đã thu Nguyễn Khanh làm đồ đệ, từ hôm nay trở đi, nàng là sư tỷ của ngươi. Gặp qua sư tỷ, Thiện Hiểu Thiên ôm quyền. Đây là công pháp và kiếm thuật về sau hai người các ngươi tu luyện, có không hiểu hỏi thăm, ta sẽ giải đáp cho các ngươi. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, hai cái ngọc bài rơi ở phía trước hai người. Bên trong ẩn chứa công pháp và phương hướng về sau hai người tu luyện. Thiện Hiểu Thiên cùng Bạch Nguyễn Khanh vội vàng nhìn lại, càng xem càng say mê. Bên trong ghi chép công pháp và kiếm thuật, thực sự quá mức ảo diệu, chỉ cần chăm chú tu luyện, có thể đoán được, thực lực nhất định cấp tốc tiến bộ. Rất mau xem xong nội dung, từng người hỏi thăm ra nghi ngờ không hiểu. Trương Huyền từng cái chỉ điểm. Đây là tiên nguyên đan các ngươi sau này tu luyện cần có, mỗi người hai bình, ta hy vọng lần sau gặp được, tu vi đều đạt đến ta dự trù. Đi vào kiếm các thông thần điện, lấy ra hai bình tiên nguyên đan trung phẩm cùng hai bình thượng phẩm, phân biệt cho hai đệ tử.
Tất cả an bài ổn thỏa, trời dần dần sáng lên. Bất chi bất giác, đã đi tới Lăng Vân kiếm các 2 ngày 2 đêm, thời gian không tính ngắn. Bất quá tu vi cũng từ phá toái hư không sơ kỳ, tấn cấp đến chân tiên cảnh đỉnh phong, càng lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, luyện hóa 2 thanh vũ khí tiên quân cảnh đỉnh phong, 3 vô hồn kim nhân chân tiên cảnh đỉnh phong. Thu hoạch không nhỏ, tuyệt không phụ lòng lão sư mong đợi. Biết lão sư muốn ra ngoài, Bạch Nguyễn Khanh, Thiện Hiểu Thiên từng cái hốc mắt ửng hồng, đồng thời quỳ gối. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Thượng thương đối với hắn mà nói, thủy chung chỉ là đi ngang qua. Hắn muốn làm, là tìm kiếm Lạc Nhược Hy. 2 đệ tử này, dù cũng coi là thân truyền, lại không có khả năng giống đám người Triệu Nhã, mang theo bên người, cẩn thận dạy dỗ. Còn về sau, cuối cùng có thể đi tới loại tình trạng nào, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Tào Thành Lập, sau khi ta rời đi, chiếu cố tiểu thiếu gia cùng tiểu thư thật tốt, đây là pháp quyết tu luyện cùng đan dược của ngươi. Đừng luôn nghĩ đến nữ nhân, hy vọng lần sau gặp được, cũng có chỗ tiến bộ, mà không phải khoe khoang nữ nhân gì với ta. Gọi Tào Thành Lập tới. Khụ khụ. Tào Thành Lập xấu hổ gãi đầu một cái, một lát sau, nghi ngờ nhìn qua. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi bây giờ là... Lông mày nhảy dựng, vẻ mặt tối sầm. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, nói. Nghe nói người gần đây nhảy vào cửa, còn thể thống gì? Về sau để ta biết, cắt đứt chân chó của ngươi. Không thể nhảy. Tào Thành Lập khóc. Chân trái không thể vào cửa, chân phải không thể vào, hiện tại không thể nhảy. Chẳng lẽ ta ra không được, cũng không cách nào đi vào. Không thèm để ý ra hỏa kia, Trương Huyền lại bàn giao vài câu, rời khỏi tiểu viện, đi tới ngoài sơn môn. Ngày mới vừa sáng. Cũng đã đi ra sơn môn, biến mất ở trong rừng núi mênh mông, không thấy tung tích. Hắn vừa biến mất chỉ chốc lát, sau lưng 2 lão giả bất ngờ xuất hiện, 2 mặt nhìn nhau, vẻ mặt mê hoặc. Chính là Hà trưởng lão cùng Cừu Hỏa trưởng lão. Tuy Hàn Kiếm Thu đáp ứng Trương Huyền, để hắn một mình rời khỏi, lại thật không dám làm như vậy, vừa trở về liền an bài 2 người này theo tới, lặng lẽ bảo vệ, phòng ngừa thần điện đánh lén, ai biết mới đi ra khỏi tông môn liền mất dấu. Nhanh tìm. Phóng lên trời, 2 người tới trên không, tìm kiếm khắp nơi. Trống không, đâu còn có hình bóng của Trương Huyền. Sau 2 canh giờ, 2 người xấu hổ trở lại trưởng lão điện. Theo dõi một chân tiên, mất dấu. Thật không biết làm sao bàn giao với tông chủ. Không có đuổi theo. Thấy hắn 2 người trở về, Hàn Kiếm Thu dường như đã sớm biết, cười khổ nói. Vâng. Hà trưởng lão, Cừu Hỏa trưởng lão không dám ngẩng đầu. Hắn đã đoán ra, các ngươi sẽ theo dõi. Hàn Kiếm Thu nói. Đoán được. 2 người tràn đầy nghi ngờ, đồng thời ngẩng đầu. Đây là của các ngươi. Hàn Kiếm Thu cong ngón tay búng một cái, 2 ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chân khí truyền vào, ngay sau đó thanh âm nhàn nhạt của Trương Huyền vang lên. 2 vị trưởng lão đừng đi theo, ta có thể tự mình bảo vệ an toàn. Đây là ta nhằm vào kiếm pháp của các ngươi thiếu hụt. Lần nữa sáng tạo kiếm pháp cho các ngươi, dựa theo cái này tu luyện, có thể để cho các ngươi lý giải kiếm đạo càng cao thâm hơn, đi càng xa. Cái này, vội vàng nhìn lại, rất mau nhìn hết, 2 đại trưởng lão đều khiếp sợ nói không ra lời. Kiếm pháp trong ngọc bài, vừa vặn nhằm vào kiếm chiêu thiếu hụt của bọn họ, dựa theo cái này tu luyện, kiếm thuật nhất định có thể càng hơn một bậc. Thậm chí tu vi có thể tiến thêm một bước. Hắn làm sao nhìn ra được? Con mắt trợn tròn. 2 người nói không ra lời. Bọn họ tu luyện thiếu hụt, chỉ có bản thân biết, người thân nhất cũng không biết, đối phương chỉ cùng bọn hắn tỉ thí qua 1 lần liền rõ ràng, viết không kém chút nào không nói, còn tiến hành sửa lại, hoàn mỹ phù hợp pháp quyết bản thân tu luyện. Cái này cần lý giải rất cao thâm mới có thể hoàn thành. Công pháp, kiếm chiêu, hỗ trợ lẫn nhau, rõ ràng chỉ là sửa đổi một chỗ thiếu hụt, nhưng chỉ cần hơi có sai lầm, liền có thể mang đến tai họa càng lớn. Cho nên bọn họ biết rõ thiếu hụt mà không đi thay đổi, cũng không phải là không muốn thay đổi, mà là không thể thay đổi. Đối phương dễ dàng hoàn thành, cái này, ân tình thực sự quá lớn. Hốc mắt đồng thời đỏ lên. Vốn nghĩ đến bảo vệ đối phương, kết quả người ta không những không cần, còn nặng lễ vật như vậy, thực sự xấu hổ tiếp nhận. Không riêng gì các ngươi, chúng ta mỗi người đều có. Hàn Kiếm Thu cười khổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Dường như muốn truy tìm thân ảnh thanh niên kia, nhưng thủy chung tìm không đến. Đối phương tựa như thần linh giáng lâm thế gian, lắc người một cái, lại biến mất.
Lúc này hai người mới phát hiện, trong tay tông chủ và các trưởng lão khác cũng có ngọc bài, phía trên đều ghi chép thiếu hụt liên quan tới bản thân, cùng phương pháp thay đổi. Hảo hảo tu luyện, đừng phụ ý tốt của hắn. Hàn Kiếm Thu đứng dậy. Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, nhìn ra thiếu hụt của chúng ta, trợ giúp thay đổi công pháp. Tin tưởng Lăng Vân kiếm các, về sau ở dưới sự hướng dẫn của hắn, sẽ càng đi càng xa. Đúng vậy. Mọi người gật đầu, từng cái tràn đầy kích động. Vốn nghĩ đối phương lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, chỉ là bản thân mạnh mẽ, không nghĩ tới. Không chỉ bản thân tự tu luyện, còn có thể truyền thụ đồ vật lĩnh ngộ ra. Vậy thì đáng sợ. Một người thiên phú cao, biết tu luyện, nhiều nhất là cái dấu hiệu, để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng chỉ điểm người khác, tương đương với có thể dẫn dắt toàn bộ tông môn càng thêm huy hoàng. Ta quyết định. Thấy bộ dáng của mọi người, Hàn Kiếm Thu cười nhạt một tiếng. Tông chủ, ngươi, xác định. Biết hắn muốn làm gì, Hà trưởng lão tràn đầy khiếp sợ nhìn qua. Không sai. Hàn Kiếm Thu gật đầu. Trước kia, ta còn lo lắng hắn có thể quá mức ngang tàng hay không, có cần rèn luyện một chút hay không, bây giờ thấy, trực tiếp truyền thụ cho chúng ta lĩnh ngộ kiếm đạo, không giữ lại chút nào. Đủ để chứng minh nhân phẩm, không thể nghi ngờ. Cảm xúc một tiếng, bàn tay Hàn Kiếm Thu nhẹ nhàng vồ một cái, một lệnh bài đại biểu thân phận trưởng môn, lập tức lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó thanh âm hùng hậu của hắn, thời gian nháy mắt vang vọng toàn bộ Lăng Vân kiếm các. Từ hôm nay, Trương Huyền là tông chủ của kiếm các ta. Dấu lớn. Hết chương 3651. Chương 3652. Trương Huyền là ai? Lăng Vân kiếm các, đỉnh núi của đệ tử Hạch Tâm. Một thanh niên, trường kiếm trong tay không ngừng quét ngang về phía trước, đột nhiên buông lỏng tay, gào thét bắn ra ngoài, cắm ở trên cành cây cách đó không xa. Hà sư huynh, học được chiêu số của nàng chưa? Một thanh niên tràn đầy hưng phấn từ nơi không xa đi tới. Nếu như Bạch Nguyễn Khanh ở đây, khẳng định có thể nhận ra hai người. Chính là trong đệ tử Hạch Tâm đứng hàng thứ nhất Hà Tĩnh Hiên cùng xếp hạng thứ tư Hồ Thần. Sau khi cùng Bạch Nguyễn Khanh chiến đấu qua, Hà Tĩnh Hiên một mực nghiên cứu hai chiêu của đối phương, thẳng đến lúc này, mới coi như có chút manh mối. Hai chiêu này quả thực quỷ phủ thần công, làm người ta sợ hãi thán phục. Hà Tĩnh Hiên lắc đầu. Vốn cho rằng chỉ là tiện tay ném kiếm, chiêu số đơn giản, kết quả càng nghiên cứu càng đáng sợ. Chiêu kiếm pháp này của đối phương, tựa như ẩn chứa đại đạo bí ẩn, bất luận hắn dùng loại chiêu số nào ứng đối, cũng sẽ gặp phải phản kích càng thêm kịch liệt. Đúng vậy, nếu không toàn bộ Hạch Tâm chúng ta cũng sẽ không bị một mình nàng quét ngang. Hồ Thần cười khổ lắc đầu, cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Không thừa nhận Bạch Nguyễn Khanh mạnh mẽ, là đánh mặt của mình, nhưng thừa nhận. Đối phương chỉ hai chiêu lợi hại, để trong lòng mỗi người đều có oán khí trong bụng. Đúng rồi, để ngươi điều tra, nàng học chiêu này với ai, ngươi tra ra được chưa? Không đi nghĩ những việc này, Hà Tĩnh Hiên hỏi. Tra xét, đoán không sai, chính là ta rất biết điều, quét ngang nội môn kia. Hồ Thần nói, là hắn. Hà Tĩnh Hiên nhíu mày. Hắn không phải, chỉ có phá toái hư không đỉnh phong ư. Sự tình ta rất biết điều đại náo nội môn, hắn cũng biết một ít, càng nghe nói tin tức, đối phương là phá toái hư không. Hẳn là đột phá đến hư tiên cảnh sơ kỳ, ta rất tuấn tú, đánh bại chúng ta kia, vô cùng có khả năng. Hồ Thần gật đầu, vừa định nói ra suy đoán của mình, liền nghe một âm thanh vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Từ hôm nay, Trương Huyền là tông chủ kiếm các ta. Là âm thanh của tông chủ. Trương Huyền thành tông chủ. Trương Huyền, là ai? Hai người đều ngẩn ngơ. Tông chủ nhường ngôi, tất cả mọi người nghe qua, nhưng muốn nhường ngôi cũng là cho một vị trưởng lão hoặc là người biết tên, cái tên này, từ nơi nào xuất hiện. Đang nghi ngờ, liền nghe âm thanh của Hàn Kiếm Thu tông chủ tiếp tục vang lên. Ta biết rất nhiều người đều không biết, Trương Huyền là ai. Hắn chính là, ta rất biết điều, hoành gánh Hạch Tâm, ta rất tuấn tú, một người một kiếm, hoành gánh nội môn. Ta rất biết điều. Hà Tĩnh Hiên sững sờ. Hắn không phải vừa mới đột phá hư tiên cảnh sao? Hôm qua đối phương khiêu chiến nội môn, mới phá toái hư không đỉnh phong, loại thực lực này. Cũng có thể trở thành tông chủ. Để hắn trở thành tông chủ, là bởi vì hắn lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, dù tu vi chỉ là chân tiên cảnh đỉnh phong, lại tự tay chém giết một vị tiên quân cảnh đỉnh phong, ba vị chân tiên cảnh đỉnh phong, cùng cấp bậc, càng là một người một kiếm, đánh bại toàn bộ trưởng lão điện cùng tứ đại trưởng lão.
Âm thanh của Hàn Kiếm Thu tiếp tục vang lên. Chân tiên cảnh đỉnh phong. Chém giết cường giả tiên quân cảnh đỉnh phong. Đánh bại Hàn Tông Chủ và mấy vị trưởng lão khác. Hà Tĩnh Hiên cùng Hồ Thần nhìn nhau, không tự chủ được lắc lư một cái. Thực lực mạnh như vậy. Chúng ta nghĩ tới không phải cùng là một người a. Hôm qua mới phá toái hư không đỉnh phong, tính toán đâu ra đấy, đột phá hư tiên cảnh sơ kỳ, rất lợi hại, chân tiên cảnh đỉnh phong là cái quỷ gì? Quan trọng là, chém giết tiên quân cảnh đỉnh phong, lại xảy ra chuyện gì? Nói những cái này, chỉ là nói cho các người biết, vị trí tông chủ, là thật tâm thành ý nhượng ra, không có chút không cam lòng nào, mong về sau các người có thể đi theo sau lưng Trương Huyền tông chủ, phát dương quang đại lăng vân kiếm các ta. Âm thanh chậm rãi biến mất. Hồ Thần nhìn về phía Hà Tĩnh Hiên. Nghe theo mệnh lệnh tông chủ đi, về sau tông chủ của chúng ta, chính là Trương Huyền. Nhưng mà, Trương tông chủ này, đến cùng như thế nào, tuổi tác ra sao? Hà Tĩnh Hiên cùng Hồ Thần đồng thời lâm vào mê man. Để chúng ta tôn kính vị tông chủ này, cũng nên nói hắn đến cùng hình dáng gì a? Cái gì cũng không cho biết, chúng ta biết là người nào? Đỉnh núi của đệ tử nội môn. Tào Thành Lập đang ngồi ở bên cạnh khung cửa, mặt xoắn suýt nghiên cứu. Không thể chân trái, không thể chân phải, không thể nhảy. Xem ra chỉ có thể bỏ qua. Đang bất đắc dĩ lắc đầu, trên không vang lên âm thanh. Thiếu gia, thành tông chủ của Lăng Vân kiếm các. Cả người ngẩn ngơ, phù phù ngồi dưới đất, dùng sức xoa lỗ tai, khó tin. Thiếu gia rất lợi hại, ban đầu ở Huyền Giang Thành liền kiến thức, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lợi hại như vậy. Mới đến Lăng Vân kiếm các 2 ngày, liền từ tùy tùng một đệ tử nội môn, biến thành tông chủ. Làm sao làm được? Không chỉ hắn khiếp sợ, Bạch Nguyễn Khanh cùng Thiện Hiểu Thiên đang tu luyện cũng ngẩn ngơ, ngay sau đó ánh mắt lộ ra hừng hực nồng đậm. Lão sư, thành tông chủ. Làm thân truyền của hắn, quyết không thể mất mặt. Nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Một màn đồng dạng, xuất hiện ở tất cả đỉnh núi của kiếm các. Trong nháy mắt, các đệ tử trưởng lão, đồng thời ghi nhớ cùng một cái tên. Trương Huyền. Đột nhiên xuất hiện, 2 ngày, liền thành tông chủ Lăng Vân kiếm các. Có thể xưng nhanh nhất trong lịch sử, cũng không quá đáng. Hàn trưởng lão, làm như vậy, không phải để tông chủ trực tiếp đi vào tầm mắt của thần điện, càng bị bọn họ kiêng kỵ sao? Hàn Kiếm Thu công bố tông chủ mới, tự động thành trưởng lão, Hà Thiên trưởng lão kìm nén không được hỏi. Trước đó một mực ẩn giấu không nói, chính là sợ thần điện chú ý, bây giờ lại trực tiếp công bố. Có phải quá kiêu căng hay không? Thần điện đã phái người động thủ, giấu giếm, còn không bằng công bố, như vậy coi như muốn chém giết tông chủ của Lăng Vân kiếm các, khẳng định cũng phải cân nhắc một chút. Hàn Kiếm Thu chắp hai tay sau lưng nói. Nếu như Trương Huyền không có thân phận, thần điện giết liền giết, không ai biết có một người như vậy. Nhưng biến thành tông chủ Lăng Vân kiếm các, liền không giống lúc trước. Thần điện thật muốn động thủ, phải cho toàn bộ đại lục một câu trả lời. Nếu không, dựa vào cái gì giết người? Người người kính sợ thần điện, thật muốn làm như vậy, liền biến thành sát thủ, thế giới sẽ xuất hiện hoảng loạn. Hà trưởng lão giật mình, giờ mới hiểu được. Trục tinh cung, trăng sáng như gương, một thân thể mềm mại đứng ở trong hành lang lơ lửng giữa trời, đầu lâu nâng lên, nhìn về phía trên không, không biết nghĩ cái gì. Mái tóc đen nhánh theo quần áo trắng tinh chảy xuống, tựa như in mực trên giấy tuyên thành. Tông chủ, một cô gái chợt lóe lên, quỳ gối phía trước. Làm sao vậy? Thân thể mềm mại quay mặt lại, là một nữ tử dung mạo mỹ lệ, dịu dàng động lòng người. Lăng Vân kiếm các truyền đến tin tức, Hàn Kiếm Thu từ vị trí tông chủ. Nữ tử ôm quyền. 6 đại tông môn, đều có mạng lưới tình báo của từng người, mượn thông thần điện. Trong nháy mắt liền có thể truyền tin tức đến các ngõ ngách của đại lục. Tử vị, hắn, muốn làm gì? Tông chủ cau mày. Lăng Vân kiếm các, có thể duy trì một trong 6 đại tông môn, hơn nữa xếp ở trước 3, cùng vị tông chủ này có quan hệ mật thiết. Người mạnh như thế, từ vị trí tông chủ, không có lý do phù hợp, sẽ để cho toàn bộ tông môn nhân khí giảm lớn, thậm chí xuất hiện hoảng loạn. Không biết, căn cứ tin tức truyền đến, là bất ngờ tuyên bố. Sớm không có bất kỳ dấu hiệu gì. Nữ tử giải thích, người kế vị, có phải vị lĩnh ngộ thần chi kiếm ý kia hay không? Đại điển kế nhiệm tiến hành lúc nào? Tông chủ nhìn qua, có thể để cho Hàn Kiếm Thu làm ra loại quyết định này, nhất định là tìm được người càng thêm thích hợp,
nghĩ đến tin tức vị cường giả lĩnh ngộ thần chi kiếm ý kia xuất hiện, hiện lên ở trong óc. Vâng, Hàn tông chủ nói, tân nhiệm tông chủ, lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tên gọi. Nữ tử trần chờ một chút, gật đầu nói. Trương Huyền, tông chủ sững sờ. Bệ đá dưới chân phát ra thanh âm răng rắc, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Xem ra, nàng dưới sự kích động, không có khống chế lực lượng trong cơ thể. Tông chủ, nữ tử giật nảy mình, vội vàng khom người. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Tông chủ khôi phục lại, bệ đá phía dưới cũng dừng vỡ vụn. Người của chúng ta, có thể thấy vị tân nhiệm tông chủ kia không? Biết thực lực cụ thể của hắn không? Tân nhiệm tông chủ không có xuất hiện, cũng không có nói chuyện, theo Hàn tông chủ tiết lộ, người này chỉ có chân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng lại đánh giết một vị tiên quân đỉnh phong, cùng ba vị chân tiên đỉnh phong. Suy nghĩ một chút, nữ tử nói. Thám tử tiềm phục ở Lăng Vân kiếm các, Hàn kiếm thu tông chủ nói, thuật lại cực kỳ tỉ mỉ, không có sai sót mảy may. Chân tiên cảnh đỉnh phong, giết một vị tiên quân, ba vị chân tiên cảnh đỉnh phong. Tông chủ sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp mỹ lệ tràn đầy khó tin. Lúc này mới bao lâu, liền mạnh mẽ như vậy. Răng rắc, bệ đá lần nữa nổ tung. Tông chủ, người biết Trương Huyền tông chủ. Nữ tử nhìn không được nói. Trong ấn tượng, tông chủ của các nàng, bất kỳ sự tình gì cũng không có chút rung động nào, ngày hôm nay lại liên tục thất thố hai lần. Tông chủ lắc đầu, lần nữa khôi phục lại, cười một tiếng. Cũng không tính biết, đúng rồi, người bảo một thần tới. Vâng. Nữ tử lui ra ngoài, một lát sau, một đồng tử theo sau lưng, đi vào trước mặt. Gặp qua tông chủ. Đồng tử quỳ mọp xuống đất. Hai tay tông chủ chắp sau lưng, cũng không nhiều lời, nhìn về phía hài đồng chỉ có 13-14 tuổi, thản nhiên nói. Hắn đến rồi. Ánh mắt đồng tử sáng lên, lần nữa quỳ gối. Tông chủ, ta muốn đi theo hắn, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, mong ngài tác thành. Đi theo hắn, người có biết hiện tại hắn ở đâu sao? Có loại thực lực nào sao? Tông chủ cười cười. Đồng tử lắc đầu. Hắn hiện tại là tông chủ Lăng Vân kiếm các, lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tu vi đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong, liền chém giết cường giả tiên quân đỉnh phong. Tông chủ nói. Cái này. Đồng tử giật nảy mình, tràn đầy khó tin. Nhanh như vậy. Đúng vậy, trước đó ta vẫn cho là, linh thần nhìn lầm, một tiểu nhân vật ở hạ giới, có tài đức gì để nàng yêu ái, hiện tại xem ra. Quả nhiên có năng lực cùng thiên phú phi thường, chỉ sợ so với khổng sư năm đó, cũng không kém chút nào. Tông chủ nói xong, từ bệ đá đi qua cửa, đi vào trước mặt đồng tử. Đi thôi, đi với ta về Lăng Vân kiếm các, ta muốn nhìn, tân nhiệm tông chủ kia, có phải là hắn hay không? Nói xong thân thể mềm mại run rẩy, mang theo đồng tử biến mất tại nguyên chỗ. Hết chương 3652. Chương 3653. Lăng Vân Sơn. Thượng Thương, Thần Điện. Ánh lửa chiếu rọi đại sảnh u ám, thân ảnh đồ sộ xuất hiện lần nữa. Chủ nhân. Hắc y nhân quỳ trên mặt đất. Chuyện gì? Thân ảnh đồ sộ thấy không rõ dung mạo, âm thanh không có tình cảm chút nào. Lăng Vân kiếm các. Hàn kiếm thu truyền vị trí tông chủ cho Trương Huyền, chúng ta. Có muốn tiếp tục hay không? Hắc y nhân nói. Truyền vị. Thân ảnh đồ sộ hừ lạnh. Tính toán khá lắm, cho rằng như vậy liền có thể để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Không cần phải để ý đến, chỉ cần hắn xuất hiện, bắt là được. Cái này. Hắc y nhân trần chờ một chút nói. Động một tông chủ, ta sợ, sẽ dẫn tới tất cả mọi người phản phệ. Bành. Lời còn chưa dứt, Hắc y nhân bay ngược, tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, vẻ mặt trắng bệch. Cần ngươi dạy ta. Bóng người cao lớn híp mắt lại. Thuộc hạ không dám. Hắc y nhân cuống quýt dập đầu. Không dám liền tốt, ta muốn sống. Xuất hiện một chút sai lầm, ta sẽ lột ra ngươi. Bóng người cao lớn khoát tay chặn lại, thân ảnh lần nữa phai mờ, biến mất tại nguyên chỗ. Hắc y nhân giãy giụa đứng dậy. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng lui ra ngoài. Ô Hải Thành, Trương Huyền ngụy trang thành hình dáng khác, nhanh chân đi vào thương hội. Rời khỏi Lăng Vân kiếm các, mượn năng lực phi hành của thần chi kiếm ý, hơn 10 phút là đến nơi này, bởi vậy tin tức Hàn tông chủ truyền hắn làm tông chủ, cũng không biết. Vị đại gia này, không biết cần thứ gì. Phục vụ viên trước đài vui vẻ.
ta muốn thuê một thánh thú phi hành. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Hắn ngụy trang hình dáng là một trung niên chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, dáng người thon dài, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng. Mặc dù Lăng Vân Sơn cách nơi này không tính quá xa, lấy năng lực phi hành của hắn bay đi mà nói, không cao hơn 10 phút, nhưng Ô Hải Thành là bước đầu tiên hắn thoát khỏi thần điện giám sát, bay thẳng qua, trên người lại mang kiếm ý, khẳng định để người chú ý. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là thuê một thánh thú phi hành. Ô Hải Thành lớn như vậy, mỗi ngày có không biết bao nhiêu thánh thú bay đi, giống như xe ngựa phổ thông, coi như đối phương biết mình ở đây, cũng khẳng định không tra được. Mời tới bên này. Phục vụ viên vội vàng gật đầu. Thương hội không chỉ bán ra đủ loại bảo vật, cũng cung cấp thuê và bán thánh thú. Theo ở phía sau, chỉ chốc lát đi vào địa phương nuôi dưỡng thánh thú phi hành. Còn không có đi vào, liền thấy một chữ thú. Không biết vị đại gia này muốn đi nơi nào. Một tiểu nhị tiến lên đón. Lăng Vân Sơn. Trương Huyền gật đầu. 10 thông thần tệ. Tiểu nhị gật đầu. Tốt. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, 10 thông thần tệ rơi vào lòng bàn tay đối phương. Đi vào Ô Hải Thành, liền lặng lẽ đổi kiếm cắt tệ. Ánh mắt tiểu nhị sáng lên, đi vào vị trí thánh thú phi hành, rất nhanh dắt ra một con. Đi thôi. Đi vào lưng thú, điều khiển thánh thú trực tiếp bay về phía Lăng Vân Sơn. Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng, phát hiện toàn bộ thành trấn, một ngày thánh thú phi hành ra chừng mấy trăm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là đệ tử Vạn Thú Môn. Không có nguy hiểm, con mắt Trương Huyền lần nữa rơi vào trên người tiểu nhị, trước ngực đối phương có huy chương, giống như vừa rồi nhìn thấy, là chữ thú. Có thể có loại tiêu chí này, lại có thể khống chế thánh thú phi hành, chỉ sợ chính là đệ tử Vạn Thú Môn. Là đệ tử tạp dịch bình thường nhất Vạn Thú Môn, lớn tuổi, không có tiền đồ tu luyện gì, được phái đến nơi này, kiếm chút tiền sinh hoạt. Tiểu nhị gật đầu. Trương Huyền hỏi tiếp. Thánh thú này là ngươi thuần phục. Mỗi tông môn đều có vô số đệ tử tạp dịch, không tấn cấp được, lớn tuổi, chỉ có thể tự tính đường ra. Đệ tử Vạn Thú Môn, am hiểu nhất chính là thuần thú cùng điều khiển, dùng để mang tu luyện giả không biết phi hành, kiếm lấy thù lao, quả thực là đường ra tốt nhất. Dù sao coi như làm ăn, một tháng cũng chưa chắc có thể kiếm lấy 10 thông thần tệ. Phi hành một chuyến, một cái qua lại, không cao hơn một canh giờ, liền có thể đạt được. Xem như thù lao cực cao. Dĩ nhiên không phải, loại thực lực như ta làm sao có thể thuần phục thánh thú lợi hại như vậy. Là Ô Hải Thương Hội từ Vạn Thú Môn mua sắm, ta chỉ là người điều khiển. Tiểu nhị cười khổ giải thích. Thật giống như lái xe buýt, xe thuộc về công ty, chỉ có tư cách điều khiển. Lại hỏi thăm vài câu, đối phương chỉ là đệ tử tạp dịch phổ thông, đối với thuần thú hiểu rõ cũng không nhiều, có thể điều khiển thánh thú, đã coi như học không tệ. Trương Huyền lắc đầu, không nói thêm lời. Bất luận là Lăng Vân Kiếm Các, hay Vạn Thú Môn, đều là tông môn thế lực bá chủ, đệ tử nội môn liền hơn vạn, chớ nói chi là tạp dịch. Loại người này, quả thực học không được cái gì. Vị đại gia này, Lăng Vân Sơn hung thú không ít, người muốn đi nơi nào. Quá sâu, ta cũng không dám mang người tới. Hai người quen thuộc, thanh niên nhịn không được nói. Ngươi hiểu rõ Lăng Vân Sơn. Trương Huyền tò mò nhìn tới. Đi qua mấy lần, thanh niên cười khổ nói. Nơi này thánh thú, tiên thú ngang dọc, có thể nói là chỗ thú vui chơi. Vốn ôm hy vọng đi thuần phục một con, kết quả. Suýt chút nữa chết ở bên trong, về sau không dám đi qua. Thân là người điều khiển, tự nhiên hy vọng có thánh thú thuộc về mình, giống như lái xe, muốn một chiếc xe thuộc về mình vậy. Chỉ tiếc, thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu, thủ đoạn thuần thú lại không cao. Muốn thành công. Thực sự quá khó khăn. Nếu ngươi hiểu rõ, nói cho ta một chút tình huống, hữu dụng, ta có thể giúp ngươi thuần phục một con. Trương Huyền cười cười. Hỗ trợ thuần PHCU 5 một con. Thanh niên nghi ngờ nhìn qua. Vị đại gia này là đệ tử hạch tâm của Vạn Thú Môn. Ta là người như thế nào, không cần hỏi thăm. Trương Huyền lắc đầu. Dám nói như vậy, chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Được. Thấy đối phương nói chắc như đinh đóng cột. Thanh niên dừng lại một chút nói. Lăng Vân Sơn, sở dĩ xưng là thú sơn, không ai dám đi làm loạn, chủ yếu là bởi vì có 4 tiên thú tu vi tiên quân cảnh trấn thủ. 4 tiên quân. 4 tiên thú này, đều đạt đến tiên quân đỉnh phong, trong đó mạnh nhất là một giao long chân chính, mà không phải loại nắm giữ huyết mạch. Thanh niên nói. Trương Huyền gật đầu,
danh sư đại lục lúc trước thuần phục thanh long thú, đều là nắm giữ huyết mạch của rồng, cũng không phải chân long, mặc dù giao long cũng không phải chân long, nhưng miễn cưỡng tính là một thành viên long tộc. Giao long chân chính, sức chiến đấu khẳng định vượt xa tiên thú phổ thông. Mặt khác thì sao? Cường đại thứ hai, nghe nói một đầu là cửu đầu hỏa phượng thú, nắm giữ thú huyết hỏa phượng. Thứ ba cùng thứ tư, theo thứ tự là thất vĩ kiếm sỉ hổ cùng bạch nhĩ hổ. Thanh niên dừng lại một chút nói. Bốn tiên thú này, đừng xem bạch nhĩ hổ xếp ở cuối cùng, nhưng giao long xếp ở thứ nhất cũng nghe nàng. Vạn thú môn từng mấy lần muốn tới đây thuần phục giao long, đều bị nàng thiết kế, cuối cùng không công mà lui. Bạch nhĩ hổ. Trương Huyền gật đầu. Hết chương 3653. Chương 3654. Giao long. Trong mấy trăm vạn thư tịch của Lăng Vân Kiếm Các, có ghi chép quan hệ tới bạch nhĩ hổ. Là một loại tiên thú trưởng thành liền có thể đi đến tiên quân, thực lực mạnh, trí tuệ cao, có thể làm ra huyễn cảnh, ảo giác, để cho người ta mất phương hướng, cường giả tiên quân cũng khó mà may mắn thoát khỏi, rất nhiều người muốn thuần phục, đáng tiếc nhìn chung lịch sử thượng thương, cũng không có người thành công qua. Cho dù là thiên tài thuần thú lợi hại nhất vạn thú môn, ở trước mặt đối phương, cũng chỉ có thể lấy thất bại kết thúc. Nguyên nhân chính là như vậy, bạch nhĩ hổ cũng được xưng là tiên thú không cách nào thuần phục. Trên núi này, lại có một gia hỏa như vậy, khó trách có thể phát triển thành thú sơn, nhân loại cũng không thể làm gì. Vị đại gia này, nếu như ngươi muốn thuần thú mà nói, tránh khỏi khu vực bốn đại tiên thú, có lẽ còn có thể thành công, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giới thiệu xong, thanh niên hảo tâm nói. Khu vực bọn chúng quản lý, phân biệt ở nơi nào của sơn mạch? Trương Huyền hỏi. Toàn bộ Lăng Vân Sơn, lan ra mấy trăm cây số, cực kỳ to lớn. Bọn chúng phân biệt chiếm bốn đỉnh núi trong đó. Thanh niên lấy ra một bản đồ, bốn đại tiên thú, vị trí chỗ ở của cụ thể, tỉ mỉ giới thiệu một chút. Trương Huyền âm thầm ghi nhớ. Trò chuyện một hồi, đối với toàn bộ Lăng Vân Sơn có hiểu biết mới, ngay sau đó nhìn thấy một sơn mạch mây mù vây quanh xuất hiện ở trước mắt. Khách quan, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, lại sâu, sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đi vào sơn mạch không xa, nhìn thấy ngay phía trước. Dường như ẩn giấu vô số con mắt đỏ ngầu, thanh niên ngừng lại. Hắn chỉ là người điều khiển, tu vi không cao, thực lực cũng không mạnh, thánh thú dưới thân cũng không am hiểu chiến đấu, lại xâm nhập, rất có thể sẽ bị thánh thú khác công kích, chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy thì dừng ở đây, có điều ta đáp ứng giúp ngươi thuần phục một thánh thú, sẽ không nuốt lời. Trương Huyền cười cười. Giúp ta thuần phục. Thanh niên sửng sốt một chút, vốn cho rằng đối phương chỉ là thuận miệng nói một chút. Chẳng lẽ là thật? Chỉ là, thuần thú dường như không dễ dàng như vậy à? Cũng không trả lời, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay chảo một cái, một tảng đá bay lên, trực tiếp đập xuống rừng rậm. Giống, giống, phần phật. Bị tảng đá quấy nhiễu, trong nháy mắt, đủ loại thú kêu liên tiếp, vừa rồi ánh mắt che giấu, từng cái đi ra. Vậy mà đều là thánh thú phá toái hư không, có am hiểu phi hành, có am hiểu tấn công. Từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, mang theo mùi máu tanh. Ta, thanh niên sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, thánh thú phi hành ở sau lưng cũng dùng cánh che kín đầu, không dám mở mắt nhìn. Nhiều thánh thú như vậy, thời gian nháy mắt liền sẽ bị xé xác, chạy trốn khẳng định là không thể nào. Sớm biết đối phương lỗ mãng như vậy, đánh chết cũng không tiếp công việc này a hát. Thời điểm hẳn nghĩ phải chết không nghi ngờ, sắp khóc ra thành tiếng, trung niên nhân trước mắt thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhiều thánh thú như vậy, người coi trọng con nào? Nói với ta. Coi trọng. Thanh niên lảo đảo. Coi trọng có tác dụng gì, coi trọng con nào, sẽ bị con đó ăn sao? Như vậy cũng được, chí ít không bôi nhọ bản thân. Nếu như hẳn phải chết không nghi ngờ, ta tình nguyện bị hỏa liệt ưng kia ăn, ta mơ ước lớn nhất chính là có một thánh thú như vậy, hiện tại khẳng định không làm được, nhưng có thể chết ở trong miệng nó, cũng coi như đáng giá. Thanh niên cắn răng. Chỉ một con trong đó. Hỏa liệt ưng. Trương Huyền gật đầu. Vậy thì tốt, liền nó. Hô. Bóng người biến mất tại nguyên chỗ, thanh niên nghi ngờ, ngay sau đó liền thấy hỏa liệt ưng to lớn, chẳng biết lúc nào đã đầu cắm vào cách đó không xa, vẻ mặt kinh hoàng. Tốt, nhận hắn làm chủ đi. Trương Huyền xuất hiện ở đằng sau. Tíu tíu. Vẻ mặt hỏa liệt ưng cương quyết, đầu lâu thấp xuống, trong nháy mắt quỳ gối. Con mắt trợn tròn, thanh niên bối rối. Tuy hắn không phải đệ tử chân chính của vạn thú môn,
thế nhưng gặp qua người khác thuần thú, bộ dáng của Hỏa Liệt Ưng, rõ ràng là hoàn toàn thần phục, nói cách khác. Tính toán trở thành thú sủng của mình. Tại sao có thể như vậy? Đánh một trận, liền thuần phục thành công. Thánh thú, có thể dễ thuần như vậy. Tốt, đáp ứng ngươi đã hoàn thành, cáo từ. Đang cảm giác kỳ lạ, muốn nhìn vị trước mắt, kết quả như có ma lực gì, liền nghe thanh âm hắn nhàn nhạt vang lên lần nữa, ngay sau đó, nhìn thấy hóa thành một đạo hắc tuyến, trực tiếp xông về đàn thú. Răng rắc, răng rắc. Rất nhiều thánh thú vốn nhe răng trợn mắt muốn xé rách hắn, thời gian nháy mắt, ngoan ngoãn giống như mèo nhà, nằm sấp trên mặt đất, lè lưỡi, làm hình dáng chó sù. Liền ngươi, đi thôi. Tùy ý chọn một thanh ban báo, Trương Huyền nhảy lên sống lưng, thời gian nháy mắt liền biến mất ở trước mắt, đi vào chỗ sâu trong rừng rậm. Nhìn bóng lưng đi xa, thanh niên nắm tóc, rất lâu không có lấy lại tinh thần. Xông vào đàn thú, tất cả thánh thú đều cam tâm tình nguyện bị thuần phục. Đây là người sao? Coi như tông chủ vạn thú môn, cũng không có loại bản lĩnh này à. Ta nghe nói, lần này vạn thú môn đưa ra cho tất cả trưởng lão một khảo hạch khó khăn nhất, bất luận là ai, chỉ cần có thể thuần phục bất kỳ một con nào trong bốn đại tiên thú, liền có cơ hội trở thành môn chủ kế tiếp. Chẳng lẽ vị này, là trưởng lão tông môn, tới cạnh tranh cái danh ngạch này? Trong lòng hơi động, nhớ tới trước mấy ngày vừa mới biết tin tức. Lăng Vân kiếm các, tuyển chọn môn chủ kế tiếp, dựa vào là kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm đạo. Có thể vượt qua tất cả mọi người, liền thông qua khảo hạch, không lời nào để nói. Vạn thú môn, tỉ thí không phải thực lực, mà là năng lực thuần thú, cùng với thú sủng mạnh mẽ. Bốn đại tiên thú trong thú sơn, không thể nghi ngờ là mạnh nhất, thuần phục cũng khó khăn nhất. Ai có thể thành công, bất luận thuần thú hay thực lực thú sủng, đều nhất định trổ hết tài năng, trở thành tông môn đệ nhất. Cho nên trở thành môn chủ kế tiếp, không ai dám nói cái gì. Khẳng định là... Nghĩ đến đây, thanh niên liền giật mình. Khó trách có thuần thú thuật mạnh như vậy, trưởng lão vạn thú môn, thậm chí có thể xung kích tông chủ, loại năng lực này, chẳng có gì lạ. Tiếng gió gào thét bên tai, tốc độ của thanh ban báo cực nhanh, thời gian nháy mắt liền bay vút lên một đỉnh núi, sải bước chạy như bay tới sơn mạch của Giao Long. Đã muốn đi qua thuần thú, tự nhiên thuần phục mạnh nhất. Huống chi nắm giữ thiên long bát âm, đối với long tộc cũng có tác dụng nhất định. Thuần phục sẽ càng thêm đơn giản hơn tiên thú. Thanh ban báo là thánh thú trong Lăng Vân Sơn, một đường chạy băng băng, không có quá nhiều thánh thú ngăn cản, thỉnh thoảng có không có mắt, một đạo kiếm khí đi qua, lập tức nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, mảy may không có giảm bớt tốc độ. Thời gian không dài, liền đến giữa sườn núi. Giờ phút này thanh ban báo lộ ra cảnh giác, ngập ngừng không dám đi về phía trước. Biết là sợ hãi đối với tiên thú, Trương Huyền nhảy xuống lưng thú. Ngươi không cần lên, ở đây nghỉ ngơi đi. Nói xong thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp bay về phía đỉnh núi. Không đúng. Đi một hồi, Trương Huyền ngừng lại, lông mày hơi nhíu lên. Trước mắt, bốn phía rừng rậm, thoạt nhìn cùng trước đó không có gì khác nhau, nhưng ở dưới minh lý chi nhãn chiếu rọi, có thể rõ ràng thấy có dấu vết người, không ít địa phương bố trí trận pháp cùng cạm bẫy. Bố trí những cái này, rõ ràng là muốn bắt tiên thú. Tính toán thuần phục đối phương. Chẳng lẽ, trước mặt mình, có người tính toán nhanh chân đến trước? Đi qua nhìn một chút. Tìm ra vị trí trận pháp thiếu hụt, lặng lẽ xuyên qua, tới gần đỉnh núi. Thời gian không dài, quả nhiên thấy 6-7 lão giả, đứng ở đằng sau một nham thạch to lớn, trong đó một vị tay nắm trận kỳ, sắp đặt trận pháp. Tốt, chỉ cần nó tới, khẳng định sẽ bị trận pháp vây khốn, thuần phục sẽ đơn giản hơn không ít, đương nhiên. Nếu như gặp phải nguy hiểm, những trận pháp này, đối với chúng ta cũng có tác dụng bảo vệ. Ngừng lại, lão giả bày trận thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Làm phiền Liêu trưởng lão. Trong đám người một vị trung niên ôm quyền. Không cần khách khí, hai vị trưởng lão trong tông môn có cơ hội, ta càng thêm coi trọng ngươi, có thể trở thành tông chủ, vạn thú môn chúng ta cũng tiến thêm một bước. Chúng ta cũng không phải giúp ngươi, cũng là vì vạn thú môn mà thôi. Liêu trưởng lão cười nói. Vâng. Trung niên nhân vội vàng gật đầu. Vậy hiện tại ta liền dẫn nó tới. Nói xong cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Một mùi máu nồng nặc truyền ra tới. Là, long huyết. Trương Huyền giấu ở cách đó không xa, lông mày dương lên. Đồ vật trong bình ngọc, mặc dù hắn không thấy, nhưng loại khí tức đặc thù này, biết rất rõ ràng,
Lúc trước thần linh hoàng mượn phương pháp tế tự, tinh thuần qua long huyết, chính là loại vị đạo này. Hơn nữa, trước mắt dường như càng thêm tinh thuần nồng đậm. Viên trưởng lão, đây là chân long huyết. Không chỉ hắn khiếp sợ, Lưu trưởng lão bày trận hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vị trước mắt có thể lấy ra thứ này, giật nảy mình. Chân long, toàn bộ di khí đại lục cũng không có một đầu, huyết dịch lại càng không cần phải nói, mặc dù vạn thú môn là tông môn thuần thú lợi hại nhất thiên hạ, cũng không ai thấy qua. Cũng không phải chân long huyết chân chính, mà là huyết dịch giao long, tiến hành tinh luyện. Ta dùng một thùng máu giao long, tinh luyện thành 10 giọt. Mặc dù còn không bằng chân long huyết, nhưng cũng chênh lệch không xa. Trung niên nhân mỉm cười, trong lời nói lộ ra kiêu ngạo. Tinh luyện long huyết, nói đơn giản, làm rất khó. Long huyết, là thiên hạ đệ nhất huyết dịch, người bình thường dính lên một giọt, sẽ bị xé rách mà chết, chớ nói chi là tinh luyện. Hắn có thể làm được điểm ấy, cũng là hao tốn không biết bao nhiêu công phu và tâm huyết. Rất lợi hại. Lưu trưởng lão gật đầu. Có thứ này, giao long tất nhiên sẽ xuất hiện, chỉ cần tới, rơi vào cạm bẫy. Thuần phục ở trong tầm tay. Sở dĩ giao long không có người có thể thuần phục, là bởi vì nó quá mức cẩn thận, từ trước đến giờ không cho người nắm lấy, chỉ cần bị bắt, còn lại liền đơn giản. Dựa vào rất nhiều thủ đoạn của vạn thú môn, thuần phục một tiên thú, hẳn là còn không khó. Giống. Thời điểm đối thoại, không trung có tiếng sét đùng đoàng, ngay sau đó, mọi người liền thấy một giao long to lớn, lơ lửng ở phía trên, con mắt như đèn lồng rơi vào trên bình ngọc, để lộ ra hừng hực. Là giao long kia, quả nhiên bị long huyết tinh luyện thu hút, xuất hiện. Tới. Con mắt viên trưởng lão sáng lên, bắp thịt toàn thân đột nhiên kéo căng. Hết chương 3654. Chương 3655. Viên trưởng lão trúng kế. Đám người viên trưởng lão cũng không che giấu, giao long lơ lửng giữa không trung, cũng dường như biết bọn họ tồn tại, lạnh lùng nhìn qua, âm thanh tựa như tiếng sấm. Nhân loại. Ngươi cho rằng dùng long huyết liền có thể thu hút ta? Không sai, ta biết lấy năng lực của ngươi, khẳng định đã sớm thấy được chúng ta, lại một mực không xuất hiện, khẳng định cũng là muốn nhìn một chút, chúng ta đến cùng có thể lấy ra bảo vật gì. Tiến về phía trước một bước, lực lượng trên người viên trưởng lão cuồn cuộn, tựa như xé rách trời cao. Tiên quân cảnh đỉnh phong. Trương Huyền nhướng mày. Viên trưởng lão thoạt nhìn chỉ chừng 40 tuổi. Không nghĩ tới lại là cường giả tiên quân cảnh đỉnh phong, nhìn khí tức trên thân, so với cửu hỏa trưởng lão chỉ mạnh không yếu. Khó trách rất nhiều lão giả cách đó không xa đều ủng hộ hắn, quả nhiên không tầm thường. Không sai, tu vi đi đến loại cảnh giới này, tất cả đều là giả, muốn để cho ta thần phục, nhất định phải nắm giữ sức chiến đấu mạnh hơn ta. Giao Long khẽ nói, đối phương toát ra nhiều người như vậy, là vì thuần phục nó, thân là Giao Long, tự nhiên biết rõ. Sở dĩ không có xuất hiện, chính là muốn nhìn một chút, bọn họ mang đồ vật có đáng giá ra tay hay không. Nếu như không có lực hấp dẫn, những thánh thú, tiên thú thuộc hạ kia, liền có thể đuổi ra ngoài. Có lực hấp dẫn mà nói, không ngại chiến đấu một hồi. Thân có huyết mạch long tộc, chiến đấu cùng cấp bậc, còn chưa hề sợ hãi qua. Sức chiến đấu. Viên trưởng lão cười cười. Bàn về sức chiến đấu, ta khẳng định không bằng ngươi, nhưng... ta không chỉ có thể tinh luyện ra long huyết này, còn có thể tinh luyện long huyết trong cơ thể ngươi. Tinh luyện long huyết trong cơ thể. Sửng sốt một chút, giao long trên không đồng tử co rút lại. Sở dĩ long tộc mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì huyết mạch. Nếu như đối phương có thể tinh luyện, nó liền có cơ hội đột phá giao long ràng buộc, trở thành chân long. Chuyện này đối với bất luận long tộc nào mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Ngươi có biện pháp nào có thể chứng minh? Giao Long khẽ nói. Rất đơn giản, những long huyết tinh luyện này chính là chứng minh. Chắc hẳn lấy nhãn lực của ngươi, nhất định đã nhìn ra, những cái này trước đó đều là giao long huyết bình thường, nhưng ta có thể thành công, đủ để chứng minh năng lực. Cơ hội thuế biến chân long, chỉ có một, có nắm chắc hay không, liền xem ngươi lựa chọn. Viên trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra tự tin nồng đậm. Tinh luyện huyết dịch, từ giao long thuế biến thành chân long, chỉ cần là long tộc. Không có người có thể từ chối. Hắn không tin, đối phương có thể đối phó được cám dỗ. Chỉ mong ngươi nói là thật. Giao Long hừ lạnh một tiếng. Nhưng xem như thật, muốn thuần phục ta, cũng cần có đầy đủ thực lực. Có bản lĩnh gì liền thi triển ra đi. Nếu như không có, ngày hôm nay liền lưu ở trên núi, đừng trở về. Ầm ầm.
Tiếng nói kết thúc, móng vuốt bỗng nhiên xé rách xuống. Trong nháy mắt, không gian bốn phía tựa như bị đóng lại, lực lượng cuồng bạo tràn ngập bốn phía, tựa như gió lốc. Thật mạnh. Đồng tử co rụt lại, viên trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta đã dám tới thuần phục ngươi, tự nhiên biết ngươi sẽ dùng chiêu này. Bàn chân bỗng nhiên bước ra, cổ tay khẽ đảo, một viên cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tỏa ra hào quang chói sáng. Bắc Hải Long Châu. Lưu trưởng lão sững sờ, tất cả trưởng lão khác cũng từng cái lộ ra khiếp sợ nồng đậm. Bắc Hải Long Châu là bảo vật đặc thù của Bắc Hải, có gây ảo ảnh, đối với long tộc có lực hấp dẫn cùng lực sát thương cực mạnh. Nghe nói năm đó, Thông Thần Điện điện chủ từng dùng vật này, ở thần điện câu ra một ngụy long. Long tộc đẳng cấp xâm nghiêm, loại hình như thanh long thú, chỉ là nắm giữ huyết mạch long tộc, không tính là long tộc. Phía trên mới là giao long, lại lên là ngụy long, chân long. Có thể đi đến ngụy long, gần như chính là ngụy thần cảnh. Loại Bắc Hải Long Châu này, ngay cả ngụy long cũng có thể câu, đủ thấy lực hấp dẫn đối với long tộc, không thể ngăn cản. Chỉ là Bắc Hải mấy ngàn vạn cây số, địa vực rộng lớn, thứ này lại cực kỳ thưa thớt, có ít người cả một đời cũng không thể nhìn thấy, trong lịch sử cũng không có mấy cái lấy được. Bởi vậy, thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tất cả mọi người không nghĩ tới. Viên trưởng lão vậy mà tìm được. Xem ra vì thuần phục giao long, phí không biết bao nhiêu tinh lực đi chuẩn bị. Chiếu theo tình huống trước mắt, vị trí tông chủ, sợ là đã để trống chỗ. Hô! Long Châu vừa xuất hiện, trong mắt giao long hiện lên vẻ mờ mịt, giống như lâm vào say mê. Kha kha! Dường như đã sớm đoán như vậy, viên trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, tung người đi vào trên không, cổ tay rung lên, Bắc Hải Long Châu bay đi, giao long theo sát, tựa như nhập ma. Hô hô hô! Hắn không ngừng đong đưa Long Châu, giao long một khắc cũng không dám ngừng lại. Phảng phất như bị cái trước dính lên, thủy chung cách nhau hơn 10 mét, liên tục ở trên không giãy giụa thân thể, xé rách không khí, phát ra gào thét. Đây là, Long Châu Hí Long. Lưu trưởng lão mỉm cười, con mắt sáng lên. Long tộc kiêu ngạo mạnh mẽ, mỗi một con đều có tôn nghiêm thuộc về mình, dưới tình huống bình thường, dù bị người đánh bại, cũng không có khả năng thần phục. Viên trưởng lão dùng Long Châu thu hút đối phương, sau đó tiến hành đùa giỡn, mục đích đúng là vì đánh vỡ kiên trì trong lòng nó. Để nó mất hết thể diện. Đồng thời tiêu hao thể lực, không cách nào phản kháng. Mọi người gật đầu. Thuần phục giao long, nắm giữ rất nhiều phương pháp, nhưng Long Châu Hí Long, tiêu hao tinh khí thần cùng tôn nghiêm của đối phương là tốt nhất. Long tộc kiêu ngạo, nhưng nếu người có thể tiêu hao sạch sẽ lực lượng của nó, cũng sẽ không chậm trễ chút nào thần phục, không dám phản bác. Hô hô hô. Phía dưới trò chuyện, trên không giao long ở dưới Long Châu trêu đùa, động tác càng lúc càng lớn. Càng bay càng cao, cách nơi này cũng càng ngày càng xa. Thấy một người một rồng dần dần tạo thành một điểm đen, lông mày Trương Huyền nhìn không được nhíu lại. Có chút không đúng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng, nhưng muốn cẩn thận nói, lại không nói ra được. Nói trắng ra là, chính là giao long kia quá dễ dàng bị lừa. Trước đó thanh niên kia nói với hắn, vạn thú môn không biết có bao nhiêu cao thủ, đều muốn thuần phục đối phương, kết quả đều không có thành công. Đã như vậy, đối phương hẳn phải biết, vị viên trưởng lão này khẳng định có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng vì sao sẽ còn dễ dàng mắc lừa như vậy? Thoáng cái liền bị Long Châu thu hút. Chẳng lẽ thứ này, thật có ma lực to lớn như vậy? Bị tinh huyết thu hút, nói ra khiêu chiến, cũng có chút lỗ máng. Hắn thuần phục qua thánh thú, linh thú ẩn chứa long huyết không ít, biết những người này nội tâm kiên trì, viên trưởng lão tinh luyện tinh huyết, dù lợi hại, vẫn còn không đến mức để chúng tới. Hơn nữa, cho dù xông lại, khẳng định cũng sẽ trực tiếp ra tay, không có khả năng nói nhảm nhiều như vậy, làm cho đối phương thừa lúc vắng mà vào. Cho nên, bất luận từ chỗ nào nhìn, đều có chút khó tin. Nhưng vừa rồi dùng minh lý chi nhãn nhìn, trên không đích thật là giao long, không thể giả được. Trong lòng kỳ lạ, Trương Huyền cũng không sốt ruột ra ngoài, mà tiếp tục nhìn. Chỉ thấy viên trưởng lão cầm Long Châu trong tay trêu đùa giao long, cũng không biết là giao long dẫn dắt. Hay là động tác của mình, khoảng cách càng ngày càng xa, có chút không thấy được rồi. Hô! Đúng lúc này, trên không đột nhiên vang lên một thanh âm rồn rập, ngay sau đó một lão giả quần áo lam lũ đi vào trước mặt. Còn chưa rơi xuống đất, liền phun mạnh máu tươi, ngực có lỗ máu to lớn, ục ục chảy máu tươi. Đã bị trọng thương. Lưu trưởng lão không tốt, đi mau. Bành! Lão giả rơi trên mặt đất,
mang theo lo lắng. Vương trưởng lão, ngươi không phải cùng Lưu trưởng lão đi thuần phục cửu đầu hỏa phượng thú ư? Làm sao đến nơi này, những người khác đâu? Vội vàng đi vào trước mặt, Lưu trưởng lão tiện tay cho hắn nuốt hai viên đan dược, áp chế lại thương thế, lo lắng hỏi. Lần này khảo hạch tông chủ, hai trưởng lão tuổi trẻ nhất ra tay, những lão gia hỏa bọn họ chỉ là giúp đỡ mà thôi. Vị vương trưởng lão này, chính là trợ giúp Lưu trưởng lão thuần phục cửu đầu hỏa phượng thú, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa bị trọng thương. Chúng ta trúng kế, cửu đầu hỏa phượng thú, giao long cùng với thất vĩ kiếm sỉ hổ liên hợp cùng một chỗ tấn công chúng ta, Lưu trưởng lão bị giết tại chỗ, mấy vị trưởng lão khác cũng đều bị trọng thương, chỉ có ta chạy trốn tới nơi này. Khôi phục một chút, vương trưởng lão vội vàng nói. Ba đại tiên thú liên hợp, chuyện khi nào? Đồng tử co rụt lại, Lưu trưởng lão vội vàng hỏi. Ngay vừa rồi, ta chạy nhanh, mấy vị trưởng lão khác liều chết lưu bọn họ lại, nếu không khẳng định đã giết tới. Vương trưởng lão tràn đầy lo lắng. Đi nhanh một chút, nếu không sợ không còn kịp rồi. Vừa rồi, không đúng, viên trưởng lão vừa dẫn giao long đi, nó làm sao có thể cùng cửu đầu hỏa phượng thú liên hợp vây giết ngươi. Lưu trưởng lão khó tin. Giao long đã đến nửa ngày, một mực bị Bắc Hải Long Châu của viên trưởng lão thu hút, lúc nào chạy tới chém giết các ngươi. Ta không biết. Lắc đầu, vương trưởng lão vừa định tiếp tục thúc giục mọi người rời khỏi. Đồng tử co rụt lại, thân thể cứng ngắc, theo ánh mắt của hắn, mọi người nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một giao long, một tiên thú tựa như phượng hoàng cùng một cự hổ đạp không mà đến, đã xuất hiện ở trên mọi người. Giao long, toàn thân băng lãnh, Lưu trưởng lão vội vàng nhìn về phía viên trưởng lão, chỉ thấy hắn vẫn cầm long châu vung vẩy, mà phía trước, một giao long khác không ngừng bay lượn. Viên trưởng lão mang đi một cái, làm sao lại toát ra một cái? Chẳng lẽ... Lăng Vân Sơn có hai giao long? Không có khả năng. Một núi không thể chứa hai hổ, tự nhiên cũng không có khả năng chứa đựng hai con rồng. Ngươi chẳng lẽ là... Đồng tử co rụt lại, Lưu trưởng lão giống như rõ ràng cái gì, thân thể cứng ngắc. Mới vừa rồi bị viên trưởng lão dùng long châu thu hút đi là... Bạch Nhĩ Hồ. Bạch Nhĩ Hồ, sức chiến đấu không mạnh, nhưng am hiểu huyễn cảnh cùng ảo giác. Chẳng lẽ... Giao long vừa rồi kia là nó huyễn hóa ra? Nếu không, bốn đại tiên thú, đã tới ba cái này chí mưu nhiều nhất, vì sao một mực không xuất hiện? Ngươi còn không tính ngốc, có điều bây giờ nghĩ đến đã chậm. Giao long trên không hừ lạnh một tiếng, móng vuốt lăng không chảo một cái, bình ngọc đựng đầy tinh huyết lập tức rơi vào móng vuốt, ngay sau đó đuôi rồng quét qua. Lạch cạch, lập tức gặp phải trọng kích, Lưu trưởng lão bay ngược ra, té ngã trên đất. Hết chương 3655. Chương 3656, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp lại không? Nghiệt xúc, mấy vị trưởng lão khác đột nhiên giận dữ, nhao nhao ra tay. Cửu đầu hỏa phượng thú kêu to, cánh lấp lóe, hỏa diễm lập tức như mưa to rơi xuống, một vị trưởng lão vừa mới bay lên, liền bị đánh trúng ngực, té ngã trên đất, ngực xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Thất vĩ hổ nha kiếm, móng vuốt bay tứ tung, xông vào đám người, thời gian qua một lát. Cái bụng của hai trưởng lão liền bị vạch ra một lỗ hổng lớn, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Dù bọn chúng đều là tiên quân cảnh đỉnh phong, nhưng thân là thánh thú, tuổi thọ càng thêm lâu đời, sức chiến đấu cũng càng thêm mạnh mẽ, mấy vị trưởng lão vạn thú môn, sức chiến đấu bản thân không coi là quá mạnh, tất cả đều không phải đối thủ, ngắn ngủi mấy hơi, toàn bộ bị thương nằm trên mặt đất. Trận pháp, biết tiếp tục nữa, khẳng định không kiên trì nổi, Lưu trưởng lão chặt răng cắn, gầm thét một tiếng. Thẳng tắp chạy trốn tới trận pháp. Ông, trận pháp vận chuyển. Thuần thú, đã muốn thuần phục đối phương, thì phải nghĩ đến có thể sẽ gặp phải phản phệ, bị đối phương chém giết. Cho nên trận pháp này, đã có thể vây khốn đối phương, cũng có thể liên hợp cùng một chỗ, chống lại tiên thú tấn công, từ đó toàn thân trở ra. Chư vị trưởng lão khác cũng đồng loạt lui vào. Rõ ràng nhìn thấy các người bày trận, còn lưu các người sống sót, người cho rằng trận pháp này thật có hiệu quả. Giao long hừ lạnh, bỗng nhiên giống một cái. Mặt đất giống như có cái gì nghe được mệnh lệnh, vang lên âm thanh sột soạt, sau một khắc, trận pháp đám người Lưu trưởng lão ẩn thân lay động, tán loạn ra, trước đó bố trí tốt trận kỳ bây giờ đung đưa, ngã trên mặt đất. Một đám kiến, đã sớm ẩn giấu ở dưới mặt đất, cứ thế mà nuốt. Trận kỳ bị hủy, trận pháp không còn hiệu quả, đám người Lưu trưởng lão xuất hiện. Một lòng muốn thuần thú, không nghĩ tới, lại bị thú thiết kế.
Nhìn thấy ba đại tiên thú, cùng tất cả thánh thú triệt để phong tỏa bốn phía, trước đó bố trí trận pháp, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, vẻ mặt Liêu trưởng lão trắng bệch, lộ ra một tia tuyệt vọng. Bọn họ vì thuần thú mà tới, vốn nghĩ coi như không thành công, cũng có thể thuận lợi thoát thân, nằm mơ cũng không ngờ tới, chúng kế sách đối phương. Bạch Nhĩ Hồ sử dụng năng lực bản thân, huyễn hóa thành giao long, thu hút Bắc Hải Long Châu đi, giao long chân chính thì liên hợp cửu đầu hỏa phượng thú, thất vĩ hổ nha kiếm, đánh lén một nhóm người khác. Sau khi thành công, thuận lợi nghiền ép nhóm người mình. Vốn chuẩn bị xong một vở kịch thuần thú, vậy mà biến thành đồ sát. Đủ loại thủ đoạn muốn phục tùng người ta, không nghĩ tới, bị đối phương tương kế tự kế. Bạch Nhĩ nói cho ta biết, nhân tộc tham lam. Trước đó ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra quả nhiên. Nghe được hắn cảm xúc, giao long cũng không trực tiếp tấn công, mà hừ lạnh. Nếu như các ngươi không chia binh hai đường, dùng đại sát khí kia đối phó cửu đầu hỏa phượng thú, mà trực tiếp dùng để đối phó ta. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Dùng để đối phó nó là Bắc Hải Long Châu, đối phó cửu đầu hỏa phượng thú là kiện đại sát khí, không chia binh hai đường, coi như bọn chúng liên hợp, cũng sẽ rất dễ dàng bị đánh tan. Không bị thuần phục, cũng có khả năng khó thoát một kiếp. Nhưng bọn họ tốt, chia hai bộ phận, kết quả bị Bạch Nhĩ Hồ nhìn thấu, cũng lặng lẽ phân tán ra, trước diệt một chỗ, lại đến tấn công chỗ thứ hai liền đơn giản. Là chúng ta quá tham lam. Liêu trưởng lão cười khổ. Bốn đại tiên thú, một con cũng khó mà thuần phục, Liêu trưởng lão, Viên trưởng lão lại phân cao thấp, xem ai có thể thuần phục trước. Bản thân là biểu hiện của kiêu ngạo. Kiêu binh thất bại. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền đã chú định kết cục thất bại. Không nói cái khác, trong bọn họ thực lực mạnh nhất Viên trưởng lão, giờ phút này còn dùng Bắc Hải Long Châu trêu đùa Bạch Nhĩ Hồ. Thậm chí không biết bên mình đã lâm vào nguy hiểm, đến cùng là ai đang trêu đùa ai. Không cần nhiều lời cũng đã rõ ràng. Liều mạng đi, dù bọn chúng rất mạnh, muốn không bị thương chút nào giết chúng ta, cũng làm không được. Biết loại tình huống này, chạy trốn rất khó, chỉ có thể liều mạng. Liêu trưởng lão thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra kiên quyết. Vâng. Chư vị trưởng lão khác đồng thời gật đầu, cổ tay khẽ đảo, trong tay mỗi người đều nhiều ra một cái túi lớn chừng bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái. Hô! Từng tiên thú xuất hiện ở trước mặt. Đây là túi thú sủng. Trương Huyền giấu ở cách đó không xa, lông mày nâng lên. Thời điểm tới, thanh niên kia từng nói qua. Đệ tử hoặc trưởng lão lợi hại của vạn thú môn đều có túi thú sủng đặc thù, giống như không gian gấp của danh sư đại lục, có thể chứa đựng thú sủng trong đó, mang theo bên người, thời điểm chiến đấu, triệu hoán ra là được. Hiện tại xem ra, trong tay bọn họ chính là thứ kia. Để tiên thú vào trong đó, không bị tổn thương mảy may, quả nhiên bất phàm. Giống, giống, giống. Mấy vị trưởng lão thả thú sủng ra, sức chiến đấu lập tức đại tăng. Dù vẫn không phải đối thủ của đám thú giao long, nhưng đối phương muốn giết bọn họ, cũng không dễ dàng như vậy. Chặn bọn họ lại. Thả thú sủng ra, đám người Liêu trưởng lão đồng thời hét lớn. Dù phần lớn thú sủng đều ở tiên quân cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường, đồng loạt bay đến trên không, giao long, cửu đầu hỏa phượng thú, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá phòng ngự. Đều là tiên thú, vậy mà các người nguyện ý làm phụ thuộc nhân loại. Nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, quả thực chính là sỉ nhục. Thấy chúng thú ngăn bên mình lại, giao long cũng không tấn công, mà hừ lạnh, há miệng nuốt máu rồng tinh thuần vào, ngay sau đó, một cỗ uy áp cường đại tới cực điểm lan ra bốn phía. Bị cỗ uy áp này bao phủ, tất cả trưởng lão vừa mới thả ra tiên thú, từng cái không ngừng run rẩy, vậy mà trong thời gian ngắn, không có một con dám động thủ, tựa như trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Là lực lượng huyết mạch long tộc. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Long tộc, là vạn thú chi vương, không chỉ trong cùng huyết mạch mang theo khoảng cách không thể vượt qua, đối với những tiên thú, thánh thú khác, cũng có uy hiếp cực lớn. Long tộc thuần túy, trời sinh hoàng giả, một khi xuất thế, vạn thú không ai dám không phục, dù giao long cách chân long rất xa, nhưng nuốt máu rồng trong bình ngọc, khí thế không kém ngụy long chút nào, tất cả thú sủng, giờ phút này ở trước mặt đối phương, không hề có lực chiến đấu. Có thể nói. Cỗ uy thế này vừa ra, những thú sủng kia đã thành trang trí. Ầm ầm, cửu đầu hỏa phượng thú, thất vĩ hổ nha kiếm đồng thời vọt xuống. Mấy hơi thở sau, đám người Liêu trưởng lão, từng cái toàn thân máu tươi, nằm trên mặt đất, tất cả đều bị trọng thương. Bắt bọn hắn về động, trao đổi phương pháp tinh luyện máu rồng.
thấy mọi người bị đánh bại, Giao Long hừ lạnh. Vừa rồi viên trưởng lão nắm giữ phương pháp tinh luyện máu rồng, những người này liền tạm thời không giết, dùng để trao đổi. Chắc hẳn đối phương không có khả năng không cố kỵ tính mạng đồng môn. Quả nhiên thông minh. Tất cả nhìn ở trong mắt, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Khó trách những tiên thú này không có người thuần phục thành công, thực sự quá gian trá. So sánh với nhân loại, cũng không hề yếu. Vạn thú môn nhiều trưởng lão như vậy đồng thời tới, đều bị thiết kế, tới một cái, hai cái, muốn thành công, gần như không có khả năng. Ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ, thôi được rồi. Tùy tiện thuần phục một tiên thú phi hành a. Trong lòng sinh ra thoái ý. Hắn tới, cũng không nhất định phải thuần phục bốn vương giả, thuần phục tiên thú phổ thông cũng không quan trọng. Dù sao đều là dùng để đi đường. Hắn là chân tiên cảnh đỉnh phong, phối hợp thần chi kiếm ý, thiên đạo công pháp, thắng được Giao Long vấn đề không lớn, nhưng toàn lực thi triển, rất có thể sẽ bị cường giả thần điện phát hiện. Có khả năng tiết lộ thân phận, còn không bằng cứ tính như thế. Vừa định giấu đi, tùy ý các thú Giao Long bắt đám người Liêu trưởng lão đi. Đột nhiên trong tai vang lên âm thanh gấp gáp. Chủ nhân, chỉ cần bắt được cửu đầu hỏa phượng thú, nuốt tinh huyết, ta liền có thể phá vỡ hồ lô, lộ ra hình dáng bản tôn. Phá vỡ hồ lô. Trương Huyền cúi đầu, ngay sau đó nhìn thấy hồ lô trong đan điền tràn đầy sốt ruột, dường như từ trước đến giờ không có khát vọng qua như vậy. Vâng, hồ lô chỉ là phong ấn phía ngoài, bản thể của ta là siêu cấp thần thú ngang dọc cửu thiên, một khi khôi phục. Thần điện gì đó, căn bản không cần sợ hãi. Hồ lô không ngừng lay động. Ngươi xác định. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, trong lòng sinh ra hừng hực. Hồ lô này, tuy không đáng tin cậy, nhưng thực lực quả thực rất đáng sợ. Theo nó có thể nhẹ nhõm nuốt lấy trường kiếm tiên quân cấp liền thấy được. Nếu như nó nói, thật có thể phá vỡ phong ấn, bày ra bản thể, có lẽ thật rất mạnh, không nói có thể chống đỡ cường giả thần điện, ít nhất cũng vượt xa tiên quân. Nếu không, trước đó cũng sẽ không để vị tiên quân kia kiêng kỵ, đứng tại chỗ, cứ thế bị sách đập chết. Xác định. Hồ lô lên tiếng. Vậy được. Nghe đối phương xác nhận, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, cắn răng một cái, lại không che giấu, thân thể nhảy ra ngoài. Chậm đã. Âm thanh vang lên, Giao Long cùng cửu đầu hỏa phượng thú thậm chí đám người Liêu trưởng lão, đồng loạt nhìn sang, tất cả đều sững sờ. Hiển nhiên bọn họ, bọn chúng, đều không nghĩ đến. Nơi này còn ẩn giấu một người. Chân tiên cảnh đỉnh phong, cũng đi ra tự tìm đường chết, đã như vậy, cùng một chỗ bắt. Sửng sốt một chút, Giao Long hừ lạnh. Vốn cho rằng nó cũng không phát hiện, khẳng định thực lực cực mạnh, hoặc nắm giữ thủ đoạn đặc thù nào đó, không nghĩ tới, chỉ là chân tiên cảnh bình thường. Loại cấp bậc này, một móng vuốt liền có thể bóp chết mấy cái, không đáng để lo. Hô! Nghe được dặn dò, cửu đầu hỏa phượng thú lập tức bay tới. Toàn thân tràn đầy ngọn lửa rừng rực. Nhìn thấy nó bay tới, Trương Huyền cũng không sốt ruột ra tay, mà nhìn về phía Giao Long mỉm cười. Giao Long, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp lại không? Ách! Không biết ý gì, Giao Long sửng sốt. Tên này đầu óc không có vấn đề chứ? Ta muốn bắt ngươi, ngươi gọi ta làm gì? Hồng! Đang nghi ngờ, Thiên Long bát âm đột nhiên vang lên. Mặt đất giống như nổ tung, âm thanh to lớn. Cuốn lên gió lốc, thẳng tắp vọt tới. Âm thanh truyền vào trong tai, thân thể Giao Long cứng đờ, huyết mạch toàn thân giống như bị đóng băng, không thể kiên trì được nữa. Lạch cạch, toàn thân run rẩy, rơi trên mặt đất. Hết chương 3656. Chương 3657, Hồ Lô Cường Hãn. Lão đại, không nghĩ tới trong bọn họ, Giao Long thực lực mạnh nhất bị một lời quát từ không trung rơi xuống, không có chút năng lực phản kháng nào. Cửu đầu hỏa phượng thú cùng thất vĩ kiếm sỉ hổ, đều giật nảy mình. Là Thiên Long bát âm. Chân Long. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, tràn đầy kinh hoàng. Thân là tiên thú đứng đầu nhất đại lục, đối với Long tộc biết rất nhiều, Thiên Long bát âm là ngôn ngữ chân Long nhất tộc mới có thể thi triển ra, đối phương dễ dàng nói ra, chẳng phải biểu lộ thân phận, là cường giả chân Long. Chân Long, tương đương với chân thần, thế thì còn đánh như thế nào? Đang tràn đầy khó tin. Chỉ thấy thanh niên cách đó không xa đi vào trước mặt Giao Long, trong thanh âm mang theo mê hoặc. Ngoan, ngoan ngoãn nghe lời. Để cho ta nghe lời, có thể trước lấy kiếm từ trên cổ ta ra hay không? Giao Long giãy giụa. Trương Huyền lộ vẻ ngại ngùng thu đồng thường kiếm về. Ngươi có phải chân Long hay không?
cảm giác được trong thân thể còn bị một cỗ lực lượng áp chế, Giao Long nghiến răng hỏi. Không phải, có điều có thể thi triển ra Thiên Long Bát Âm. Trương Huyền nói. Hơn nữa, ta cũng có thể nhẹ nhõm tinh luyện long huyết trong cơ thể ngươi, để ngươi có cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn. Lựa chọn ra sao, nhìn ngươi. Hắn không phải chân long, nói dối cũng không có ý nghĩa gì, một khi bị phát hiện, ngược lại sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Ta thần phục. Không dừng lại quá lâu, Giao Long gật đầu. Thiên Long Bát Âm, là đặc thù của long tộc, đối phương có thể kêu ra, cho dù không phải chân long, nhất định cũng cùng long tộc có quan hệ đặc biệt, thần phục đối phương, tương đương với huyết mạch áp chế, cũng sẽ không ảnh hưởng Giao Long tự tôn cùng kiêu ngạo. Huống chi kiếm khí của đối phương, vừa rồi đã chui vào trong cơ thể, thật không đáp ứng, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Dù vị trước mắt này thoạt nhìn chỉ là chân tiên đỉnh phong, nhưng từ lực lượng kiếm khí của đối phương đến xem, nó chưa hẳn có thể gánh vác được. Vậy thì tốt. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh hoàn thành quá trình nhận chủ. Vốn còn nghĩ, đối phương đã là Giao Long, Thiên Long Bát Âm hiệu quả khả năng không lớn, không nghĩ tới uy lực vẫn vô tận. Xem ra, chỉ cần không có đến chân long, cho dù là Ngụy Long xuất hiện, cũng có thể một câu từ không trung rơi xuống. Cái này, liền nhận chủ. Người kia là ai? Thật giống không đệ tử Vạn Thú Môn. Đám người Liêu trưởng lão trọng thương, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới đột nhiên giết ra chân tiên, trong vòng một phút liền để Giao Long nhận chủ. Vì thuần phục tên này, viên trưởng lão tinh luyện tinh huyết, tìm kiếm Bắc Hải Long Châu, hao tốn không dưới 30 năm, tiêu hao tài nguyên càng vô số kể. Kết quả, toàn quân bị diệt. Cái tên này ngược lại tốt. Vừa xuất hiện hô một tiếng, sau đó. Đối phương thần phục. Có cần chênh lệch lớn như vậy hay không? Có thể thi triển ra Thiên Long Bát Âm, thần phục long tộc cực kỳ bình thường. Tuy buồn bực, nhưng mọi người cũng biết, loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Thân là trưởng lão Vạn Thú Môn, Thiên Long Bát Âm cũng đã được nghe nói, đại sát khí đại biểu thân phận chân long, đối phương một nhân loại có thể la ra, mặc kệ từ chỗ nào, đối với long tộc cũng có lực uy hiếp không thể cự tuyệt. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi, ta thuần phục cửu đầu hỏa phượng thú. Triệt để thuần phục Giao Long, Trương Huyền khoát tay áo, nhìn về phía hai đại thánh thú trên bầu trời tràn đầy rung động. Giao Long có thể cùng đối phương chung một chỗ, mai phục người Vạn Thú Môn, chứng minh quan hệ không tệ, thân là chủ nhân, lệnh nó ra tay sẽ để cho hai bên khó xử. Cho nên thuần phục cửu đầu hỏa phượng thú, chỉ có thể tự mình đi làm. Đa tạ chủ nhân. Giao Long lộ ra vẻ cảm động. Nó sợ vị chủ nhân mới này lệnh ra tay, không đáp ứng chính là làm trái mệnh lệnh, đáp ứng, hư hại tình nghĩa huynh đệ. Chủ nhân không nói, rõ ràng là đang chiếu cố mặt mũi của nó. Thuần phục ta, trong cơ thể ta nắm giữ huyết mạch thiên phượng, Thiên Long Bát Âm vô dụng với ta. Nghe nói như thế, tiên thú trên không cũng không rời khỏi, ngược lại cười lạnh. Long tộc là vạn thú chi hoàng, nhưng thiên phượng nhất tộc cũng không yếu. Phượng tộc chân chính ở thần giới, cũng là tên tuổi lẫy lừng. Thiên Long Bát Âm, đối với long tộc, đối với những khác thánh thú nắm giữ tác dụng áp chế nhất định, nhưng đối với nó, hầu như hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vậy nhân loại trước mắt này, có thể thuần phục Giao Long thực lực mạnh nhất, nhưng muốn thuần phục nó, không có khả năng. Không cần Thiên Long Bát Âm. Trương Huyền hít sâu một hơi, bước ra một bước. Rất nhiều trận kỳ ở trên mặt đất bị kiến phá đồng thời bay lên. Trong chớp mắt ở dưới tiên lực khống chế, hiện lên ở bốn phía. Ra! Quát khẽ một tiếng, trận kỳ trực tiếp bay đi bốn phía, trong chốc lát cắm vào mặt đất. Những trận kỳ này, phần lớn đều đã hư hỏng, nhưng còn có một phần nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời cắm vào bùn đất, phạm vi hơn 10 cây số lập tức bị một trận pháp bao phủ. Là trận pháp ngăn cách khí tức. Mọi người sững sờ. Giao Long cùng hai đại thánh thú ở trên không cũng có chút nghi ngờ. Còn tưởng rằng hắn sẽ sắp đặt sát trận, mê trận, huyễn trận gì, có thể sinh ra ảnh hưởng đối với chiến đấu, không nghĩ tới chỉ là ngăn cách khí tức. Loại trận pháp này, có thể phòng ngừa người bên ngoài thăm dò, nhưng cái này tựa hồ đối với thuần thú không có tác dụng quá lớn a. Mượn địa hình đặc thù của núi lớn, có thể duy trì 30 cái hô hấp. Trương Huyền thở ra một hơi, mỉm cười. Đủ rồi. Cái gì đủ? Người ý tứ là nói, 30 hô hấp. Liền có thể thuần phục ta. Nói đùa cái gì đó. Trên không, cửu đầu hỏa phượng thú kém chút tức điên. Chân tiên nho nhỏ này cũng quá cuồng vọng đi.
ngươi có thể thuần phục Giao Long, đó là bởi vì Thiên Long Bát Âm, cùng tu vi của ngươi cùng nhân cách mị lực, không có nửa xu quan hệ. Vừa mở miệng nói muốn thuần phục ta, xem ở trên mặt mũi Giao Long, không có chấp nhặt với ngươi, làm sao? Cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ. 30 hô hấp, liền muốn để cho ta thần phục. Nằm mơ, hô, đang tức sắp bùng nổ, chỉ thấy phía dưới bóng người run rẩy, tiểu tử ngạo mạn kia đã xuất hiện ở phía trước. Ngươi biết bay, cửu đầu hỏa phượng thú sững sờ. Không chỉ nó, tất cả mọi người ở đây cũng ngây người, ngay cả Giao Long cũng không có nghĩ đến. Chân tiên cảnh, ở đại lục dù được cho một phương hào hùng, nhưng chân chính nắm giữ địa vị quyết định, vẫn phải đi đến tiên quân. Bởi vì thực lực đi đến loại cảnh giới này, có thể bay, chiến đấu không lại, hoàn toàn có thể chạy trốn, vô tung vô ảnh, để cho người ta khó mà truy lùng. Kẻ trước mắt này, mới chân tiên cảnh đỉnh phong, làm sao bay lên? Hơn nữa, tốc độ nhanh như vậy. Động thủ đi, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi, đến cùng như thế nào. Lời trả lời nó, đồng thường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền quát khẽ một tiếng, lăng không chém qua. Hồ Lô đã chỉ đích danh muốn huyết dịch ra hỏa này, chiến đấu khẳng định không cách nào tránh khỏi. Giao Long, có thể sử dụng Thiên Long Bát Âm, đối phương, cũng chỉ có thể sử dụng thú pháp đánh thuần am hiểu nhất. Vừa vặn cũng có thể kiểm tra thành quả lần tu luyện này. Chỉ là toàn lực thi triển sức chiến đấu, rất dễ dàng tiết lộ thân phận, bị thần điện phát hiện, cho nên mới sớm dùng trận pháp phong tỏa bốn phía, miễn cho bị người khác thăm dò. Phần phật, trường kiếm xuất khiếu, kiếm khí lập tức lan ra dài chừng 10 trượng, bổ về phía hỏa phượng thú. Không nghĩ tới chân tiên nho nhỏ thực có can đảm động thủ với nó, hơn nữa vừa ra tay kiếm khí mạnh mẽ như vậy, hỏa phượng thú lui về sau một bước, miệng há mở, phun hỏa diễm cực nóng ra ngoài. Cho ta. Trương Huyền vừa định chém hỏa diễm, liền nghe thanh âm lo lắng vang lên, ngay sau đó một hồ lô bất ngờ xuất hiện, ngăn ở phía trước hỏa diễm. Nhẹ nhàng chuyển một cái. Phần phật. Hỏa diễm đầy trời biến mất không thấy hình bóng, đều bị nuốt xuống. Trương Huyền sững sờ. Cái tên này, không chỉ có thể nuốt vũ khí, ngay cả lửa cũng có thể nuốt. Không chỉ hắn như vậy, cửu đầu hỏa phượng thú càng giật nảy mình. Huyết mạch hỏa phượng. Am hiểu hỏa diễm công kích, loại lửa ẩn chứa huyết mạch này, vô cùng nóng, cường giả tiên quân cảnh cũng ngăn không nổi. Nguyên nhân chính là như vậy, vừa rồi chỉ thoáng cái, liền đánh một vị trưởng lão của vạn thú môn trọng thương. Lửa lợi hại như vậy, bị một cái hồ lô nuốt, dường như không có tác dụng gì. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ngươi có thể nuốt bao nhiêu? Hừng hực, cửu đầu hỏa phượng thú gầm thét, trong nháy mắt biến thành 9 cái đầu. Mỗi một cái đều phun ra hỏa diễm, 9 hỏa long hội tụ vào một chỗ, không gian đều bị xé nứt ra từng vết rách. Thật mạnh! Cảm nhận được nhiệt độ của hỏa diễm, Trương Huyền liên tiếp lui về phía sau. Sử dụng thần chi kiếm ý, phối hợp đồng thường kiếm, là có thể ngăn cản đạo hỏa diễm này, nhưng khẳng định cũng sẽ nhận tổn thương. Hồ lô có thể gánh vác được hay không? Kiếm ý vận chuyển, cảm thấy chỉ cần đối phương không kiên trì nổi liền xông lên. Ngay sau đó nhìn thấy hồ lô lần nữa vặn vẹo uốn éo. Hô! Hỏa diễm vào tới lần nữa biến mất không thấy, lại bị nuốt sạch sẽ. Trương Huyền triệt để sửng sốt. Gia hỏa này từ trước tới nay không đáng tin cậy, có phần quá ra sức a. Hỏa diễm hung mãnh như vậy cũng có thể nuốt, chẳng phải biểu thị kiếm thuật mạnh nhất của mình, cũng chưa chắc có thể làm gì đối phương. Khó trách tên này một mực kiêu ngạo, khoác lác, xem ra thật có bản lĩnh nhất định. Ngươi là quái vật gì? Liên tục hai đạo hỏa diễm, đều bị một cái hồ lô nuốt lấy, cửu đầu hỏa phượng thú cũng cảm nhận được sợ hãi. Kẻ trước mắt này, tùy ý một câu liền để Giao Long thần phục, hiện tại lấy ra một cái hồ lô có thể tùy ý thôn phệ hỏa diễm. Chuyện gì xảy ra? Hồ lô lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là pháp bảo, khẳng định bị tên này khống chế. Chỉ cần đánh bại hắn, có thể nuốt lửa, cũng mất uy lực. Sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt chợt lóe. Cái hồ lô này, khẳng định là một loại pháp bảo lợi hại, giống như Bắc Hải Long Châu nhằm vào Giao Long, có thể kiềm chế hỏa diễm của mình. Bất quá pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng không phải thực lực của bản tôn, chỉ cần có thể đánh bại tên này, pháp bảo tự nhiên cũng mất đi hiệu quả. Rõ ràng điểm ấy, không nói thêm lời, cánh chấn động lao đến Trương Huyền, móng vuốt nâng lên, phá không bắt đến. Không gian giống như màn sân khấu bị xé nứt, tê lập một cái. Rách ra một vết rách, Trương Huyền híp mắt lại,
trường kiếm trong tay bỗng nhiên nghênh đón. Thần chi kiếm ý trong cơ thể vận chuyển, đang định thi triển ra, đánh tan chiêu này của đối phương, liền nghe âm thanh của hồ lô vang lên lần nữa. Đối thủ của ngươi là ta. Hô! Sau một khắc, xuất hiện ở trên đầu hỏa phượng. Lạch cạch, lạch cạch. Liên tiếp 9 tiếng. Cửu đầu hỏa phượng lập tức từ không trung rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, bằng phẳng tựa như thịt vịt nướng trong nồi hơi. Từ Trương Huyền động thủ, đến nó nằm dạp trên mặt đất, tổng cộng cộng lại 10 cái hô hấp. Hết chương 3657. Chương 3658. Liêu trưởng lão thỉnh cầu. Ây! Không nghĩ tới hồ lô thật muốn động thủ sẽ đáng sợ như vậy, Trương Huyền ngây người tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Mấy lần muốn thi triển kiếm ý, đều không có thành công, bởi vậy còn chưa có thử ra thực lực đến cùng cao bao nhiêu, đối phương liền gần như sắp ngỏm rồi. Kha kha! Đánh rơi cửu đầu hỏa phượng thú, hồ lô nhẹ nhàng vạch một cái, tiên thú trên mặt đất máu tươi phun mạnh. Hồ lô giãy giụa thân thể, từng ngụm nuốt chửng huyết dịch. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được mất máu, thân thể càng ngày càng suy yếu, cửu đầu hỏa phượng thú sợ hãi, muốn đứng dậy, lại phát hiện hồ lô ngồi ở trên người giống như núi lớn, bị đối phương trấn áp xuống, bất kể như thế nào cũng không thể động đậy. Ngoan, để cho ta uống chút. Hồ lô giãy giụa một cái, tiếp tục từng ngụm nuốt. Thấy huyết dịch trong cơ thể càng hao tổn càng nhiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết, cửu đầu hỏa phượng thú cũng nhịn không được nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Ta nhận chủ, không nhận không được a hát. Tuy nó rất kiêu ngạo, nhưng gánh không được hồ lô cổ quái kia. Không chỉ có thể thôn vệ hỏa diễm, ngay cả huyết dịch cũng có thể nuốt. Lại không thần phục, không bao lâu liền sẽ bị nuốt, chết cũng không biết chết như thế nào. Đổi lại trước kia, khả năng vì kiêu ngạo, cận kề cái chết không hàng, hiện tại lão đại của bọn nó, Giao Long cũng thần phục, nhiều hơn mình một cái, cũng không tính mất mặt. Nhận chủ, Trương Huyền vò đầu, còn muốn sử dụng đánh thuần thú pháp, 30 hô hấp đấu tranh để nó thần phục, không nghĩ tới, hồ lô ra tay, cũng chưa tới 15 cái hô hấp, đối phương đã sợ. Trước dừng lại đi, đi vào trước mặt, dặn dò hồ lô. Ách, hồ lô lắc lư. Ở một cái. Chủ nhân, ta trước tiêu hóa một chút, nói sau. Nói xong, nhẹ nhàng run rẩy, lần nữa biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở trong đan điền, ngủ say như chết. Thấy tên này vẫn giống như trước kia không đáng tin cậy, Trương Huyền lắc đầu, ngón tay điểm một chút, hoàn thành nghi thức nhận chủ với cửu đầu hỏa phượng thú. Người đây. Giải quyết xong hai thánh thú, hầu như không chút ra tay, Trương Huyền có chút sở khóc sở cười lần nữa nhìn về phía trên không. Bạch Nhĩ Hồ còn chưa trở lại, chỉ còn lại có Thất Phí Kiếm Sỉ Hổ. Mà giờ khắc này, nội tâm nó đã sụp đổ. Lăng Vân Sơn, nó chỉ xếp lão tam, thực lực so với hai cái trước chênh lệch rất lớn, Giao Long cùng cửu đầu hỏa phượng thú, cộng lại ngay cả một phút đồng hồ cũng không chịu đựng nổi, thuận lợi thần phục, nó. Cũng không biết nên làm gì bây giờ. Là thần phục, hay không thần phục? Không thần phục, có khả năng giống như hai vị lão đại trước mặt, bị hung hăng đánh trên mặt đất, thậm chí cắt thịt lấy máu. Nhưng nói một câu liền nhận chủ, thực sự quá mất mặt, có sai lầm uy nghiêm. Người để Giao Long lão đại thần phục, là dùng Thiên Long Bát Âm, để Thiên Phượng lão đại thần phục mượn pháp bảo. Ta muốn cùng ngươi dựa vào thực lực chân chính chiến đấu một hồi, nếu như có thể vượt qua ta. Ta liền thần phục. Thất Vĩ Kiếm Sỉ Hổ cắn răng nói. Chiến đấu một hồi, cũng được. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bước ra một bước, lần nữa lơ lửng giữa trời. Trường kiếm lắc một cái, thần chi kiếm ý ở trong cơ thể áp chế thật lâu, lập tức phá không bay ra. Không thấy kiếm ảnh, cũng không thấy kiếm chiêu, đồng thường kiếm liền bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Thất Vĩ Kiếm Sỉ Hổ. Phốc! Chỉ thoáng cái, ba cái răng bị chặt đứt tận gốc, cái mũi cũng bị kiếm khí sắc bén cắt ra, máu tươi phun mạnh. Không đánh nữa, ta nhận chủ. Thất Vĩ Kiếm Sỉ Hổ sợ tới mức rụt lại, vội vàng mở miệng, mồ hôi lạnh chảy đầy thân. Còn tưởng rằng đối phương chỉ là dựa vào bàng môn tà đạo, không nghĩ tới kiếm pháp chân chính đáng sợ như vậy. Vừa rồi kêu không nhanh, đừng nói răng, đầu khả năng cũng bị mất. Không chỉ nó khiếp sợ, Giao Long cùng cửu đầu hỏa phượng thú cũng nuốt ngụm nước bọt. Còn tưởng rằng vừa rồi thần phục chủ nhân, loại trừ biết Thiên Long Bát Âm cùng nắm giữ pháp bảo mạnh mẽ, thực lực cũng không thế nào, thấy cảnh này mới hiểu được. Coi như không cần hai loại kia,
dựa vào sức chiến đấu, bọn chúng cũng không phải đối thủ. Vừa rồi kiếm kia quá cường đại, mang theo huyền diệu không cách nào lĩnh ngộ, căn bản là ngăn cản không nổi. Hô! Trận pháp tiêu tán. 30 cái hô hấp, đến. Ba tiên thú đều thuần phục. Tổng cộng cộng lại cũng chỉ hơn 2 phút. Nhìn thấy thất vĩ kiếm sỉ hổ cũng thuận lợi nhận chủ, đám người Liêu trưởng lão triệt để điên rồi. Bọn họ là tông môn thuần thú đệ nhất thiên hạ, trưởng lão đỉnh tiêm của vạn thú môn. Phối hợp viên trưởng lão có khả năng trở thành tông chủ đời kế tiếp tới thuần thú. Một đám người toàn quân bị diệt, viên trưởng lão còn ngu xuẩn bị bạch nhĩ hồ trêu đùa, trung niên trước mắt này, đã thuần phục ba đại tiên thú. Đến cùng ngươi là vạn thú môn, hay chúng ta là? Làm sao cảm giác, ở trên thuần thú kém đối phương nhiều như vậy? Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy tâm tắc, nói không ra lời. Liêu trưởng lão đầy mặt cười khổ. Tông chủ nói qua, bất luận viên trưởng lão hay Liêu trưởng lão, ai thuần phục bất kỳ một cái nào trong bốn tiên thú trước, liền có tư cách kế thừa chức môn chủ. Hiện tại chết một cái, lại có một cái bị bạch nhĩ hồ đùa giỡn. Làm sao trở về bàn giao? Tông chủ ra vấn đề khó khăn này mục đích chủ yếu là vì khảo nghiệm hậu nhân, mong đợi người thừa kế có thể ở thuần thú chi đạo, cùng với trên thực lực có thể phục chúng. Viên trưởng lão cùng Liêu trưởng lão đều thất bại, nhưng vị trước mắt này thành công a. Một vị trưởng lão hạ giọng. Có ý tứ gì? Liêu trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão còn lại đồng thời nhìn qua. Rất đơn giản, nếu như vị trước mắt này không có tông môn mà nói, hoàn toàn có thể chiêu vào vạn thú môn. Chỉ cần hắn trở thành trưởng lão trong môn phái, lấy tuần thú thuật lợi hại như vậy, thêm vào thực lực chân tiên cảnh liền có thể chiến thắng tiên quân đỉnh phong. Trở thành tông chủ, ai còn dám nói cái gì? Trưởng lão vừa rồi nói. Cái này. Mọi người lặng im. Quả thực. Vạn thú môn, cường đại nhất là thuần thú. Trung niên trước mắt này, vượt xa tất cả mọi người bọn hắn, thuần thú chi thuật so với tông chủ, cũng mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Nhân vật như vậy, không phải tông môn mình, về sau vạn thú môn làm sao ra ngoài gặp người. Nhất định phải kéo hắn vào vạn thú môn chúng ta. Liêu trưởng lão gật đầu. Mọi người đồng thời lên tiếng. Làm ra quyết định, Liêu trưởng lão cũng không chậm trễ, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Trương Huyền thuần phục rất nhiều tiên thú đi vào trước mặt. Chư vị, bọn chúng đã bị ta thuần phục, sẽ không ra tay với các ngươi có thể rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, muốn phiền phức một việc, mong được đáp ứng. Ngươi cứu tính mạng của bọn ta, có chuyện dặn dò là được, chúng ta sẽ không từ chối. Liêu trưởng lão vội vàng khom người. Nếu không phải vị trước mắt này, bọn họ khẳng định sớm đã bị ba đại tiên thú dằn vặt bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Nói là ân cứu mạng cũng không quá đáng. Ta người này khá khiêm tốn, không thích hiển lộ thân phận. Cho nên mong mấy vị sau khi rời khỏi, có thể giữ mồm giữ miệng. Trương Huyền nói. Vừa rồi thi triển ra thần chi kiếm ý, cho thấy hiệu quả nghịch thiên, một chiêu liền để thất vĩ kiếm sỉ hổ thần phục, dù sử dụng dường như mịt mờ, để cho người ta nhìn không ra kiếm ý. Nhưng một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, khẳng định vẫn có người có thể phát giác. Một khi thần điện biết, chỉ sợ lại phải đối mặt đủ loại nguy hiểm. Cho nên vẫn là để những người này đừng truyền ra ngoài cho thỏa đáng. Cái này, còn tưởng đối phương yêu cầu chuyện gì, nghe được là cái này, đám người Liêu trưởng lão đều lộ ra vẻ khâm phục. Bọn họ những người này, nếu thuần phục được một vương giả ở Lăng Vân Sơn, sẽ hận không thể tuyên dương khắp nơi, để cả thế giới đều biết. Đối phương một mạch thuần phục ba con, nhưng không có bất kỳ kiêu ngạo. Phần khiêm tốn, tính cách trầm ổn này, để cho người ta khâm phục. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Liêu trưởng lão tò mò. Tại hạ Trương. Vừa định nói ra tên của mình, Trương Huyền nghĩ tới thần điện khả năng đã biết thân phận mình, dừng lại một chút, lúc này mở miệng. Ta tên Trịnh Dương. Tạm thời đặt tên, khẳng định không lấy ra được, trực tiếp cầm tên học sinh giả mạo. Dù sao bây giờ hắn không còn ở danh sư đại lục, nói cái tên này, cũng không có người biết. Nguyên lai là Trịnh Dương huynh đệ. Trong đầu nhanh chóng suy tư nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái tên này ở nơi nào nghe qua, lúc này Liêu trưởng lão mới kìm nén không được trong lòng tò mò. Không biết Trịnh huynh, hiện tại ở tông môn nào tu hành? Trước làm rõ lai lịch của đối phương lại nói. Tại hạ là tán tu. Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù hắn là trưởng lão Lăng Vân kiếm các, nhưng thân phận đặc thù vẫn chưa thể nói, huống chi hiện tại là ngụy trang thân phận, lại lấy tên giả Trịnh Dương. Nói là Lăng Vân kiếm các,
đối phương cha không có, ngược lại càng dễ lộ tẩy. Không bằng nói là tán tu. Dù sao thượng thương rất nhiều người dùng kiếm, cường giả thần điện cũng dùng kiếm, tán tu dùng kiếm, hơn nữa kiếm pháp cũng không yếu, chỗ nào cũng có, sẽ không bởi vậy nghi ngờ. Tán tu. Mắt đám người Liêu trưởng lão sáng rực lên. Nếu như là người những tông môn khác, sẽ không tiện mời chào, tán tu liền đơn giản. Để hắn gia nhập vạn thú môn một trong sáu đại tông môn, thậm chí còn có cơ hội trở thành tông chủ, chắc chắn sẽ không từ chối. Đúng vậy. Không biết bọn họ nghĩ những thứ này, Trương Huyền gật đầu, lần nữa hỏi. Sự tình vừa rồi. Trịnh huynh yên tâm, chuyện này chỉ cần ngươi không để cho chúng ta nói, chúng ta tuyệt không tiết lộ, chỉ là... Liêu trưởng lão dừng lại một chút. Chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta có thể không nói, nhưng sự tình ba đại vương giả ở Lăng Vân Sơn bị người thuần phục, khẳng định giấu giếm không được. Đến lúc đó, tin tức truyền đi, vạn thú môn ta nhiều trưởng lão như vậy, cũng không có thành công, ngược lại làm cho một ngoại nhân thành công, sợ môn nhân sẽ xuất hiện sao động. Liêu trưởng lão xấu hổ. Vậy làm sao bây giờ? Trương Huyền cau mày. Đối phương nói không sai. Vạn thú môn, chính là môn phái thuần thú đệ nhất thiên hạ, phái ra mười mấy vị trưởng lão tới, cuối cùng thất bại tan tác quay trở về, bản thân một cái đi ngang qua, ngược lại thuần phục tất cả tiên thú, bọn họ làm sao nói với môn nhân? Không nói, cũng không phải, nói cũng không phải. Rất đơn giản, Trịnh huynh, có thể cùng chúng ta về vạn thú môn một chuyến, làm một vị trưởng lão của vạn thú môn chúng ta hay không, như vậy trong môn phái nhất định sĩ khí đại tăng. Yên tâm. Chỉ cần mang ba tiên thú bầy ở trước mặt mọi người một cái là được. Liêu trưởng lão nói. Cũng coi như cho môn nhân cùng thiên hạ một câu trả lời. Hết chương 3658. Chương 3659. Hồ Lô nhu cầu. Cái này. Không nghĩ tới đối phương có yêu cầu này, Trương Huyền ngập ngừng. Ta tính toán đi phương Bắc một chuyện, không có thời gian. Chỉ bày ra một chút liền tốt, sẽ không chậm trễ quá lâu. Hơn nữa. Vạn thú môn ngay ở phía bắc, tiện đường. Liêu trưởng lão nói, nếu như, ta thừa nhận là trưởng lão vạn thú môn, bày ra ba đại tiên thú. Có tư cách đi tàng thư khố của vạn thú môn các ngươi, tìm kiếm sách muốn xem học tập hay không? Thậm chí, có thể mua sắm túi thú sủng hay không? Trong lòng hơi động, Trương Huyền nói. Vạn thú môn, thân là một trong sáu đại tông môn, nhất định giống như Lăng Vân kiếm các, tồn tại vô số công pháp tu luyện, đi tới quan sát. Có lẽ có thể để cho công pháp tiên quân cảnh tiến thêm một bước. Cho dù không thể vào bước, siêu tập pháp quyết nhiều, thực lực tăng lên cũng sẽ có trợ giúp càng lớn. Còn túi thú sủng, ba đại tiên thú một mực theo sau lưng, thực sự quá mức phong cách, muốn khiêm tốn cũng khiêm tốn không được, vừa rồi thấy mấy người sử dụng túi thú sủng cực kỳ thuận tiện. Nếu như có thể có một cái, đặt toàn bộ thú sủng vào, thời điểm đi đường thả ra, tới chỗ thu hồi, coi như cường giả thần điện cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đương nhiên, Trịnh huynh là tán tu, không có môn phái, một khi trở thành trưởng lão vạn thú môn, chính là trưởng lão chân chính, hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão, túi thú sủng không cần mua sắm, có thể trực tiếp ban tặng. Mặt khác, đừng nói đọc sách, thậm chí còn có cơ hội tranh vị trí tông chủ, trở thành người cầm lái chân chính của một trong sáu đại tông môn vạn thú môn. Liêu trưởng lão cười nói, có thể có túi thú sủng liền tốt, tranh vị trí tông chủ. Thôi được rồi. Trương Huyền nói. Thượng thương hắn chỉ là khách qua đường, chỉ muốn đơn giản đi qua, khiêm tốn làm việc, tìm kiếm Lạc Nhược Hy, đối với tông chủ, trưởng lão gì, căn bản không có hứng thú. Liêu trưởng lão cau mày. Tranh vị trí tông chủ không có hứng thú gì, ngược lại cảm thấy hứng thú với một cái túi thú sủng không đáng giá. Trở thành tông chủ, cái đồ chơi này còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đây đều là nói sau. Hắn xấu hổ cười một tiếng nói. Chuyện này cũng chỉ là mấy người bọn hắn thuận miệng nói một chút, cụ thể quyết định như thế nào, còn phải do tông chủ tự mình quyết định, bọn họ chỉ phụ trách người dẫn đi, nguyện ý làm trưởng lão là được. Bị ba đại tiên thú tấn công, thương thế của đám người Liêu trưởng lão cũng không nhẹ, cùng Trương Huyền nói xong, tất cả đều ngồi tại nguyên chỗ khôi phục lực lượng. Trương Huyền cũng nhân cơ hội nhìn về phía cửu đầu hỏa phượng thú cách đó không xa. Bị hồ lô liên tục đập 9 lần, trên đầu tiên thú này mọc 9 cái u lớn. Vết thương trên người cũng dữ tợn, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Đối phương đã thần phục, thành thú sủng của mình, không có gì có thể giữ lại, Trương Huyền lấy ra mấy cái bình ngọc đưa tới. Uống cái này. Nước hồ lô tắm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn,
trên đường tới lại nấu không ít. Hỏa phượng thú ngẩng đầu uống nước trong bình ngọc, không cần phút chốc, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, thậm chí lực lượng so với vừa rồi càng thêm cường đại. Đa tạ chủ nhân, con mắt sáng lên, hỏa phượng thú tràn đầy kích động. Lần này nó bị thương, sử dụng kỹ năng chín đầu mạnh nhất, phun ra hỏa diễm, lại mất đi nhiều tinh huyết như vậy. Vốn cho rằng muốn khôi phục không có 10 năm 8 năm, là không thể hoàn thành, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mấy bình nước liền làm được. Nhận chủ, quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bảo Bạch Nhĩ Hồ trở về đi. Thấy ba đại thánh thú khôi phục như lúc ban đầu, Trương Huyền phân phó nói. Vâng. Thân thể giao long khẽ động, bay đến không trung, long ngâm một tiếng, mặt đất không ngừng rung động. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một người một rồng vừa rồi bay đi lần nữa bay trở về, viên trưởng lão vẫn cầm long châu như cũ, không ngừng trêu đùa, bận bịu đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên đến bây giờ, còn không có phát giác ra được giao long trên không là giả. Làm sao còn có một đầu? Trở lại trên không mọi người, lúc này viên trưởng lão mới nhìn thấy giao long chân chính, kìm lòng không được ngây người. Bạch Nhĩ Hồ, chúng ta đã thần phục chủ nhân, ngươi làm như thế nào? Không để ý tới viên trưởng lão choáng váng, giao long thản nhiên nói. Thần phục. Bạch Nhĩ Hồ sững sờ, từ hình dáng giao long biến trở về bộ dáng của mình, là một hồ ly màu nâu xanh to lớn, chỉ là lỗ tai màu tuyết trắng. Ta nguyện ý thần phục. Một lát sau, Bạch Nhĩ Hồ khom người đến cùng. Lăng Vân Sơn ba đại tiên thú đều trong khoảng thời gian ngắn nhận chủ, thực lực nó yếu nhất, lại bị nhìn thấu ảo giác, khẳng định kiên trì không được, để bị giết, còn không bằng quả quyết một ít. Dù sao trước đó cũng là phụ thuộc ở dưới giao long, hỏa phượng thú mới có địa vị bây giờ. Bạch Nhĩ Hồ nhận chủ, viên trưởng lão rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra, dại ra tại nguyên chỗ, ngũ vị tạp trần. Vốn cho rằng chuẩn bị nhiều năm như vậy, thuần phục giao long dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không nghĩ đến, bị một Bạch Nhĩ Hồ đùa bỡn. Mấu chốt nhất là, trong khoảng thời gian ngắn, vị Trịnh Dương trước mắt này đã thuần phục ba tiên thú, thành người thắng lớn nhất. Thuần thú, không chỉ cần hợp ý, càng quan trọng hơn là cần đối phương vui lòng phục tùng với ngươi, Bắc Hải Long Châu cùng Long Huyết, dù nắm giữ chỗ tốt có thể làm cho giao long thần phục, nhưng cuối cùng muốn hắn cúi đầu nghe theo mệnh lệnh, vẫn phải nhìn tu vi cùng thực lực của bản thân. Thấy hắn tràn đầy không hiểu ngây người, Trương Huyền nói. Đánh thuần thú pháp của hắn sở dĩ 10 lần như một, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mạnh hơn đối phương. Không phục, liền đánh ngươi. Phục, cho ngươi chỗ tốt. Lựa chọn ra sao, ngu nữa cũng có thể rõ ràng. Chuẩn bị nhiều đồ tốt hơn nữa, nhưng thực lực không đủ, coi như có thể may mắn thuần phục, đối phương lại có mấy phần thành tâm. Ta hiểu, đa tạ Trịnh huynh chỉ điểm. Bản thân viên trưởng lão là thiên tài của vạn thú môn, bằng không thì cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền trở thành người dự bị tông chủ. Giờ phút này nghe được Trương Huyền nói, bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt tràn đầy biết ơn. Vạn thú môn, kiếm pháp không bằng Lăng Vân kiếm các, linh hồn không bằng Trục Tinh cung, tài lực không bằng Thất Tinh lâu, thân pháp không bằng Phiêu Miễu tiên cung. Chỗ ỷ lại chỉ có thuần thú, nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một đệ tử đều lấy có thể thuần phục thánh thú, tiên thú mạnh hơn mình làm vinh. Hiện tại xem ra, tất cả đều sai. Mạnh nhất vẫn là thực lực bản thân, thú chỉ là phụ trợ. Vì giao long này, chuẩn bị vô số thời gian, hao phí vô số tài nguyên tu luyện. Nếu như chuyên tâm tu luyện, khẳng định so với hiện tại càng thêm cường đại, cũng không đến mức bị lừa gạt mà không hay biết. Đi thôi. Thuần phục bốn đại tiên thú, lại không nhiều đợi, mọi người đồng loạt bay về phía vạn thú môn. Trước đó tiên thú của mọi người tốc độ phi hành đều không đủ nhanh. Trương Huyền liền bảo giao long trở đi, cấp tốc phi hành. Ba ngày sau, một tông môn to lớn xuất hiện ở trước mắt. So sánh với Lăng Vân kiếm các cũng không hề yếu, sơn môn là cái đầu rồng to lớn, đằng sau đủ loại kiến trúc ly, xa hoa, lan tràn nối liền cùng một chỗ, tựa như thân rồng cùng đuôi rồng, chừng mấy trăm cây số, còn chưa tới trước mặt, liền cho người một loại cảm giác áp bách to lớn. Tráng lệ! Trong lòng Trương Huyền rung động, đứng ở trên lưng giao long mắt sáng lên. Thời điểm vừa tới Lăng Vân kiếm các, bị cánh cửa khổng lồ cùng cự kiếm khiếp sợ, không nghĩ tới vạn thú môn cũng không kém mảy may. Đầu rồng chừng hơn vạn mét, thân rồng mấy trăm cây số, nhìn từ đằng xa, giống như một cự long còn sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lượn. Tổ sư khai phái của vạn thú môn, nghe nói từng thuần phục qua một ngụy long, những kiến trúc này, chính là lúc trước hắn lưu lại, bắt chước thân thể ngụy long chế tạo thành,
mang theo uy áp long tộc đặc biệt, bất luận tiên thú, thánh thú nào, mặc kệ giống loài gì, phàm là đi tới nơi này, đều sẽ lòng sinh sợ hãi, không dám xuồng xã. Liêu trưởng lão tràn đầy ngưng trọng giới thiệu. Trương Huyền gật đầu. Long tộc chính là vạn thú chi hoàng, loại kiến trúc này, tụ tập long khí, thánh thú, tiên thú sinh hoạt ở trong đó, quả thực không dám xuồng xã. Trịnh huynh, người trước tiên ở lại nơi này, chúng ta đi báo cáo tông chủ. Đi vào một tiểu viện rộng rãi, Liêu trưởng lão ôm quyền cáo từ. Đã tới, Trương Huyền cũng không cần nóng nảy, đợi bọn hắn rời khỏi, an bài tốt bốn đại thú sủng, lúc này thân thể mới run rẩy đi vào phòng, tinh thần khẽ động, hồ lô xuất hiện ở phía trước. Thế nào? Cái tên này sau khi hấp thu hết hỏa diễm cùng máu tươi của cửu đầu hỏa phượng thú vẫn không có động tĩnh, hiện tại đã 3 ngày. Tinh huyết của hỏa phượng thú vẫn kém một ít, kém một bước. Hồ lô lung lay, có chút bất đắc dĩ. Kém một bước, chuyện gì xảy ra? Trương Huyền cau mày. Ta chính là ngang dọc thiên địa. Hồ lô giải thích. Được rồi. Tiếng nói bị Trương Huyền cắt đứt. Ta biết ngươi rất mạnh, muốn biết, tại sao lại bị phong ấn, như thế nào lại ở trong hồ lô. Cái tên này, ngay cả trường kiếm tiên quân cấp cũng có thể nhẹ nhõm nuốt lấy, cửu đầu hỏa phượng thú cũng nhẹ nhõm đánh bại, thực lực có thể tưởng tượng được. Chỉ là hắn kỳ lạ, đối phương đến cùng bị ai phong ấn, như thế nào lại xuất hiện ở danh sư đại lục. Ta cũng không biết, có thể là thực lực không có khôi phục, rất nhiều ký ức không được đầy đủ, chỉ biết là vừa tỉnh, ngay ở trong hồ lô. Hồ lô nói, quên đi, ngươi liền nói một chút, còn cần cái gì mới có thể phá vỡ hồ lô. Thấy tên này cái gì cũng nói không ra, Trương Huyền biết hỏi nhiều hơn nữa cũng vô dụng, liền nói ngay. Lực lượng còn chưa đủ, tìm thêm chút tiên nguyên đan thượng phẩm cho ta ăn, có lẽ có thể một lần phá vỡ. Hồ lô nói, tiên nguyên đan thượng phẩm, cần bao nhiêu? Trương Huyền nhíu mày, thứ này trong tay hắn còn có một số, chẳng qua số lượng không nhiều. Trước đó tính toán ở Ô Hải Thành Thông Thần Điện làm đủ 100, đáng tiếc thành thị quá nhỏ, dược vật trong thời gian ngắn thu thập không đủ, sau đó sốt ruột rời khỏi, cũng chỉ có thể coi như thôi. Trừ đưa cho Bạch Nguyễn Khanh cùng Thiện Hiểu Thiên, cùng với bản thân nuốt vào một bộ phận, hiện nay trong tay chỉ còn lại có 5 viên. Vốn tính toán vu hồn đột phá sẽ dùng, nếu như đối phương muốn dùng, cho cũng không có gì. Dù sao nắm giữ lệnh bài khổng sư ban cho, trên tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có thông thần điện liền có thể vô cùng vô tận không biết bao nhiêu, không cần lo lắng. Đại khái 200 viên. Hồ lô nói. 200. Lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Thật là điên rồi. Ở thành phố lớn như Ô Hải Thành, cũng chỉ có thể lấy ra 20 viên, ngươi vừa mở miệng liền muốn 200. Đi đâu tìm cho ngươi? Chỉ có thể tiếp tục sử dụng lệnh bài của khổng sư, cùng lắm thì về sau trả lại. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Mặt đầy bất đắc dĩ. Hết chương 3659. Chương 3660. Tần Nguyên môn chủ. Thực lực của hồ lô là không thể nghi ngờ, hiện tại bất kể như thế nào, trước để cho nó phá vỡ phong ấn lại nói. Khổng sư cho lệnh bài kia, khẳng định sẽ không quan tâm hắn sử dụng bao nhiêu. Đã như vậy, tiên nguyên đan thượng phẩm coi như thưa thớt, chỉ cần mở miệng, thông thần điện vẫn như cũ có thể cầm ra được. Đoán chừng cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Bất quá, bây giờ ở trong vạn thú môn, thông thần ngọc phù cũng không có thể sử dụng. Vạn thú môn có lẽ giống như Lăng Vân kiếm các, nắm giữ mạng máy tính cục bộ thuộc về mình, thông thần điện thông thần ngọc phù ở đây tác dụng không lớn. Lại nói, thực lực của hắn bây giờ, đã đạt đến chân tiên cảnh, muốn mua càng nhiều dược liệu, cũng thông thần ngọc phù cần sử dụng ở cảnh giới này, hiện nay còn không có. Xem ra chỉ có thể rời vạn thú môn. Tìm thành trấn lớn một chút lại nói. Cho nên phải nhanh xem sách xong, rời đi nơi này. Xoa xoa mi tâm. Trương Huyền bên này hỏi thăm hồ lô, đám người Liêu trưởng lão đã đi vào trưởng lão điện của vạn thú môn. Môn chủ. Phía trước bọn họ là trung niên nhân thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi. Tuy thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức trong người đã rõ ràng xuất hiện già yếu, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Thú đan của trường thanh thú. Dù có thể làm cho người thoạt nhìn vĩnh viễn giữ gìn trẻ tuổi, nhưng thân thể là thành thật, ta bị qua trọng thương, tuổi thọ tổn hại, nhiều nhất chỉ có 5 năm tuổi thọ, không thể kiên trì được nữa. Trung niên nhân lắc đầu than thở một tiếng, xoay người nhìn về phía đám người Liêu trưởng lão. Thế nào, có kết quả chưa, nhanh như vậy trở về, là Viên Châu thành công, hay Lưu Nhiên?
Viên Châu chính là viên trưởng lão lấy ra Bắc Hải Long Châu, bị Bạch Nhĩ Hồ trêu đùa, Lưu Nhiên thì bị Giao Long trước đó vây công đánh chết. Nếu không phải tuổi thọ tới gần, cũng không có khả năng gấp gáp như vậy tìm kiếm truyền nhân, thậm chí để môn nhân nằm ở trong nguy hiểm. Bẩm báo môn chủ, hai người bọn họ đều không có thành công. Lưu trưởng lão nói rõ chi tiết sự tình một lần. Ngươi nói, tán tu Trịnh Dương kia, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thuần phục Giao Long, cửu đầu hỏa phượng thú cùng thất vĩ kiếm sỉ hổ, ba tiên thú tiên quân cảnh đỉnh phong, mà tu vi bản thân hắn. Chỉ có chân tiên cảnh đỉnh phong. Trung niên môn chủ sửng sốt một chút, nhịn không được nói. Vâng, Lưu trưởng lão gật đầu. Viên trưởng lão, Lưu trưởng lão tự thân xuất mã, chúng ta lại nhiều người như vậy giúp đỡ, cũng không có thành công, ngược lại thương vong tiếp cận một nửa. Một khi tin tức tiết lộ, đối với vạn thú môn nhất định là đả kích chí mạng, cho nên ta mời Trịnh Dương tới, chỉ cần hắn thừa nhận là trưởng lão của tông môn chúng ta, đối với thanh danh của tông môn mà nói, chẳng những không có tổn thương, còn có thể bởi vậy đại thịnh. Trung niên nhân gật đầu, đứng dậy. Ta bởi vì tuổi thọ gần tới, vạn thú môn ở trong 6 đại tông môn, một mực nằm ở yếu thế, vị Trịnh Dương này, thật lợi hại như các ngươi nói, vậy kế thừa tông môn cũng có thể. Lăng Vân kiếm các truyền đến tin tức, tông chủ vị của Hàn Kiếm Thu, vừa mới nhường cho một người trẻ tuổi gọi Trương Huyền. Chỉ vì hắn lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, chỉ cần có người thích hợp, thoái vị nhượng chức, ta cũng có thể làm được. Bất quá, còn cần khảo nghiệm một chút. Môn chủ sợ hắn là, người thần điện. Vẻ mặt Lưu trưởng lão nghiêm túc. Thần điện từ trước tới nay cao cao tại thượng, không để ý tới khói lửa nhân gian, nhưng chẳng biết tại sao. Những năm gần đây có xu thế muốn từng bước xâm chiếm 6 đại tông môn, không thể không phòng. Trung niên nhân nói, làm sao khảo nghiệm? Liên quan tới thần điện, Lưu trưởng lão không dám nói nhiều, hỏi. Đưa hắn đến vạn thú sảnh, mời lão tổ thanh minh thú ra, nó đối với người thần điện trời sinh mẫn cảm, nếu như phải, khẳng định có thể nhìn ra. Trung niên nhân gật đầu. Vâng, Lưu trưởng lão lên tiếng. Thanh minh thú lão tổ. Là thú sủng của môn chủ đời thứ 17 của vạn thú môn, dù thực lực không tính mạnh nhất, nhưng linh tính không ai bằng. Đối phương thật muốn từ thần điện đến, trên người nhất định có khí tức đặc thù, có thể dễ dàng điều tra ra. Chỉ cần không phải người thần điện, loại bản lĩnh thuần thú này, đủ có thể khiến hắn trở thành tông chủ, năng lực như vậy, chỉ cần đột phá, có lẽ có thể thuần phục thú sủng mạnh hơn, vạn thú môn ta lo gì không vượt qua Lăng Vân kiếm các. Lần sau gặp được Hàn Kiếm Thu, cũng có thể tự hào nói cho hắn biết. Không chỉ bọn họ có thiên tài, chúng ta cũng có. Trung niên nhân siết chặt nắm đấm. Lưu trưởng lão lui xuống, một canh giờ sau, vẻ mặt phức tạp đi tới. Thế nào? Trung niên nhân nhìn qua. Dựa theo môn chủ dặn dò, chúng ta dẫn Trịnh Dương tới vạn thú sảnh, kết quả. Ra mặt Lưu trưởng lão co rúm. Kết quả làm sao? Thanh minh thú lão tổ có nhìn ra hắn? Có phải người thần điện hay không? Nhìn ra hay không ta không biết, chỉ biết là, thanh minh thú lão tổ, đòi nhận chủ, nhưng bị chúng ta kéo lại. Lưu trưởng lão xấu hổ, đòi nhận chủ, trung niên nhân ngẩn ngơ. Không chỉ như vậy, vạn thú sảnh là địa phương thánh thú, tiên thú của các đệ tử tông môn tụ tập, Trịnh Dương đi một vòng, đã có hơn 300 thánh thú, 12 tiên thú muốn nhận chủ, hiện tại toàn bộ tông môn sắp loạn, không ít trưởng lão đều có ý kiến. Lưu trưởng lão vội nói. Nhận chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta chỉ bảo ngươi dẫn hắn đi vạn thú sảnh, trêu chọc những thánh thú, tiên thú kia làm cái gì? Trung niên nhân ngẩn ngơ, sắp điên rồi. Hắn chỉ bảo đối phương xác nhận người, làm sao mới một canh giờ, nhiều thú như vậy muốn nhận chủ. Vạn thú môn, sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn, trưởng lão, hầu như người người đều có thú sủng, tu vi bản thân phối hợp sủng vật, cùng cấp bậc cơ bản không người có thể vượt qua. Nếu như những thú sủng này đều bị một người thuần phục, toàn bộ tông môn còn không trực tiếp sụp đổ. Tất cả đều muốn sụp đổ. Là thanh minh thú lão tổ, nghe nói Trịnh Dương có thể trong thời gian ngắn thuần phục đám người Giao Long, không quá tin tưởng, truyền tin tức lại cho rất nhiều thánh thú, tiên thú, bọn chúng mới tiến hành vây công hắn, sau đó. Ta nhất thời không có ngăn cản, liền biến thành như vậy. Nhớ tới chuyện lúc trước, Lưu trưởng lão cảm thấy mình sắp khóc. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là căn bản không ngăn cản được. Nhiều thánh thú, tiên thú như vậy xông lên, không đến 3 phút liền bị Trịnh huynh đánh ngã. Vốn cho rằng đánh rồi thì thôi, ai có thể nghĩ tới, chỉ cần là bị đánh,
tất cả đều vọt thẳng qua, giống như chó sủa muốn nhận chủ. Thanh minh thú lão tổ cũng không ngoại lệ. Nó là tiên thú cấp bậc lão tổ, nhận đối phương làm chủ, vai vế của bọn họ làm sao bây giờ? Chẳng phải thoáng cái muốn thấp một đoạn thật lớn. Vốn Trịnh huynh kêu rất tốt, bây giờ đổi giọng gọi lão tổ. Chịu không nổi a hát. Không nghĩ tới ngắn ngủi một canh giờ xuất hiện nhiều chuyện như vậy, con mắt trung niên trợn tròn. Dẫn ta đi gặp Trịnh Dương. Thật khó chịu. Nhìn thánh thú, tiên thú quỷ đầy đất, Trương Huyền dầu dĩ. Liêu trưởng lão rời khỏi không lâu, đến tìm hắn, nói muốn dẫn hắn đi vạn thú sảnh, ai biết mới đi đến nơi này, liền bị rất nhiều thánh thú công kích. Vì tự vệ, đành phải đánh những người này một trận. Sau đó, bọn chúng liền thần phục. Khiêm tốn thật khó. Chỉ là hiện tại đến bây giờ cũng không hiểu, mục đích của Liêu trưởng lão là cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì để cho mình tới thuần thú. Nhưng hắn có đám thú giao long là được, không cần nhiều như vậy a hát. Các ngươi đều đi thôi, ta đã có thú sủng, sẽ không thu nhiều. Nhiều như vậy, thật muốn mang đi ra ngoài, cũng sắp đuổi kịp một tông môn, còn làm sao lặng yên không một tiếng động. Chỉ sợ còn chưa đi xa, liền bị thần điện phát hiện, trực tiếp tru sát. Không nhận bọn họ, nhận lấy ta đi, thực lực của ta đã đến tiên quân cảnh, mặc dù không bằng đám thú giao long, nhưng khứu giác nhạy bén, trời sinh mẫn cảm, có thể cảm thấy được nguy hiểm, sớm dự phòng. Thanh minh thú bò lổm ngổm đi tới, trong mắt mỉm cười. Trương Huyền cau mày. Thanh minh thú này, dù thực lực chỉ là tiên quân sơ kỳ, nhưng giống như nó nói, quả thực trời sinh mẫn cảm, đối với nguy hiểm có thể sớm dự phòng. Vậy thì tốt, ngươi liền làm thú sủng của ta. Dừng lại một chút, Trương Huyền gật đầu, vừa định hoàn thành nghi thức nhận chủ, chỉ thấy một trung niên vội vã bay tới. Trịnh Dương tiểu huynh đệ, xin chậm. Trương Huyền ngừng lại. Trịnh huynh. Vị này là Tần Nguyên môn chủ của vạn thú môn ta. Liêu trưởng lão theo ở phía sau vội vàng giới thiệu. Môn chủ. Trương Huyền sững sờ, vội vàng ôm quyền. Gặp qua Tần môn chủ. Tiểu huynh đệ không cần khách khí. Tần Nguyên môn chủ cười khổ. Bản lĩnh thuần thú của ngươi, ta thật phục. Thân là tông chủ vạn thú môn, cả thiên hạ thuần thú có thể vượt qua hắn, hầu như không, vốn cho rằng đã đi đến cực hạn, nhìn thấy vị trước mắt này mới hiểu được. Kém quá nhiều. Thuần thú thuật vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt đối phương, cái gì cũng không bằng. Không đáng giá nhắc tới. Vốn nghĩ, Liêu trưởng lão ít nhiều có chút khoa trương, tận mắt thấy một màn trước mắt mới hiểu được, không những không có khoa trương, còn nói thiếu. Mấy trăm thánh thú, tiên thú đồng thời thần phục một người. Nhìn chung lịch sử vạn thú môn, đều chưa bao giờ có. Thuần thú, thật ra thì cũng không phức tạp như tưởng tượng. Trương Huyền nói, xin lắng tai nghe, Tần Nguyên môn chủ ôm quyền. Rất đơn giản, thú giống như người, cũng cần tôn trọng, cũng có tôn nghiêm. Trương Huyền chậm rãi giải thích. Danh sư đại lục, hắn thuần thú liền đạt đến đỉnh phong không ai bằng, thấy hai người muốn nghe, lập tức êm tai nói. Nghe một hồi, thân thể Tần Nguyên môn chủ chấn động, trong mắt tràn đầy khó tin. Hắn nghiên cứu thuần thú nhiều năm, không nghĩ tới còn có lý luận cao thâm như vậy. Nghe một hồi, cảm giác hiểu ra, lý giải thuần thú tăng tiến không chỉ một bước. Môn chủ, hắn có tư cách trở thành môn chủ kế tiếp không? Qua không biết bao lâu, Liêu trưởng lão nhịn không được truyền âm tới. Đương nhiên, Tần Nguyên môn chủ tràn đầy kích động. Có thể để cho thanh minh thú lão tổ cam tâm tình nguyện nhận chủ, chứng minh khẳng định không phải người thần điện, hiện tại lại có phương pháp thuần thú cao thâm như vậy, sửa sang lại truyền thừa cho tông môn mà nói. Trình độ thuần thú của toàn bộ vạn thú môn sẽ tăng lên một đoạn dài. Có thực lực, thuần thú mạnh, cũng không phải người thần điện. Tuyệt đối là lựa chọn thích hợp nhất trở thành tông chủ. Nghĩ đến cái này, cũng nhịn không được nữa, nhìn về phía thanh niên trước mắt, âm thanh có chút phát run. Trịnh Dương tiểu huynh đệ, người có hứng thú trở thành tông chủ vạn thú môn, quản lý toàn bộ vạn thú môn hay không? Trở thành tông chủ. Trương Huyền ngẩn ngơ. Đi vào mới một canh giờ. Liền để mình làm tông chủ. Tông môn thượng thương, đều trò đùa như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.